chương 591, mệnh trung chú định chiến đấu. Ngượng ngùng, vừa mới quá kích động, mời ngài tiếp tục. Nói xong, xem như trong ba người duy nhất cái trí thông minh tại tuyến, phong cách hành sự tiếp cận người bình thường chửi bậy nữ vương, hướng về mo cha ấy nấy bái. Không sao chuyện. Đợi cho chửi bậy nữ vương ngồi dậy, thông trưởng đại nhân nói tiếp, theo trên đỉnh đầu dân lên màu tím mặt trăng, chúng ta liền sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này, sáng ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ liền cái gì cũng không nhớ kỹ, lúc bóng đêm lần nữa tới lâm thời điểm hết thảy lại sẽ một lần nữa diễn ra nói như vậy còn thật sự có thể là nguyền rủa xoa cầm happy thông trưởng đại nhân ngài cần chúng ta làm cái gì lucy ha ha cái này có gì dễ nói đương nhiên là phá hủy đỉnh đầu mặt trăng cực kỳ hưng phấn nát su nghe được cái nào đó vô não gia hỏa đề nghị một mặt mồ hôi đổ như thác chửi bậy nữ vương cùng happy im lặng chửi bậy không có khả năng không có khả năng mặt trăng làm sao có thể phá hư đi vị này ma đạo sĩ đại nhân nói không tệ muốn giải quyết triệt để nguyền rủa này chỉ có phá hư đỉnh đầu mặt trăng cho nên thoát khỏi các vị theo mo cha tiếng nói rơi xuống quảng trường tất cả mọi người đều đi theo không người xuống Thông trưởng ngài làm cái gì vậy mau dậy đi a à? luống cuốn tay chân lucy a à y tắt Thông trưởng đại nhân không cần đến dạng này kích thích như vậy nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ hoàn thành hai mắt bố linh bố linh hỏa long nhìn thấy hỏa long vỗ ngực tiếp nhận hủy nguyệt chỉ lệnh Lam Mèo ghé vào bên tai của hắn thấp giọng nói, su, nếu là mặt trăng bị phá hư mà nói, về sau liền không có bánh trung thu ăn, cũng không thể cử hành ngắm trăng đại hội. A à liệt, đúng nha, à, không có mặt trăng liền không thể ngắm trăng, cũng liền ăn không được mỹ vị cá nướng cùng bánh trung thu. A, à. vậy phải làm sao bây giờ a? À? Nhìn phát điên không dứt Long Miêu tổ hợp, chửi bậy nữ vương bọn người toàn bộ đều tại chỗ lộn xộn. Những người này thật sự đáng tin không? Chỉ mong được chưa? Ai? À. Ta xem chúng ta vẫn là bãi bỏ đơn đặt hàng A, bằng không thì sợ là ngay cả ác ma đều không phải làm. Đúng vậy A. Nghe được thôn dân tiếng nghị luận, nữ lang tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, theo sát lấy nàng một mặt cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thân. Quả nhiên, đang thảo luận long miêu tổ hợp trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cây gân xanh xuất hiện tại hỏa long thái dương. Thôn trưởng đại nhân, chuyện này liền giao cho ta A, ta nhất định giúp ngài phá đi trên đỉnh đầu mặt trăng. Đa tạ. Đa tạ, kích động mo cha mặc dù ở các phương diện hỏa long cực kỳ không đáng tin cậy nhưng mà xem như trời sinh chiến đấu thiên tài hắn biết rõ tình báo tầm quan trọng thế là Natsu cũng không có lập tức đi phá hư mặt trăng mà là hướng Mocha kỹ càng hỏi thăm nguyền rủa lai lịch cùng với phụ cận chỗ khả nghi muốn nói có thể chỗ còn thật sự có một cái là nơi nào xin ngài kỹ càng giới thiệu một chút Lucy hướng về phía ba người gật đầu một cái Mocha một bên ngửa đầu hồi ức vừa nói khoảng cách thôn cách đó không xa trong cái đảo ương có một tòa di tích phía trên điêu khắc một chút mặt trăng đồ án. Đang lúc Natsu ba người lắng nghe thôn trưởng tình báo thời điểm, tinh bột viên thuốc mang theo băng đồ lót đi tới phong ấn Deliora hang động dưới lòng đất. Này! Đây là! Mặc dù bao phủ tại cái kia ác ma bên ngoài thân cự băng biến đổi hình thái, nhưng mà cách lôi vẫn nhận ra bên trong kẻ cầm đầu, hai tay kích động không ngừng run rẩy. Mang! Lợi! Âu! Kéo! Theo trí nhớ trong đầu tái hiện, lý trí dần dần thoát ly băng đồ lót, cho nên khi một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, âm thanh bối đã mở rộng đến nhiễu dân đẳng cấp, ngạch. May mắn cách lôi là tại áplen len, nếu không thì bằng cái này hét to, nhất định sẽ bị cảnh sát thúc thúc mời đi uống trà. 3. Một cái ngăn chặn băng quần lót miệng, tinh bột viên thuốc trước sau dò xét một phen, tiếp đó lôi kéo cách ra du đến một bên nham trụ sau đó. Cộc cộc. Cộc cộc. Hai người vừa mới giấu kỹ thân hình, một hồi tiếng bước chân dồn dập xuyên qua hành lang, đi tới trong động quật. A hô ngáp một cái đánh xong trên cổ mang theo một cái bít tất tóc cam cẩu cẩu vuốt vuốt ánh mắt của mình hướng về phía bên người thiếu niên tóc xanh phàn nàng nói nơi này có cái gì tốt nhìn thực sự là lãng phí thời gian a hô deliora không thể phát sinh vấn đề gì cho nên vẫn là chú ý cẩn thận tốt một chút du tạp nói rất đúng dù sao cái này cũng là thích a à. kiết lỵ nghe được thiếu nữ quần đen độc đáo tình yêu lý luận tóc cam cẩu cẩu cùng thiếu niên tóc xanh nhau nhao giật giật khóe miệng dạng này đi muốn đi tới khi nào a à? Muốn kiểm tra mà nói, liền đi nhanh lên đi. Nóng nảy tóc cam tiểu cẩu cẩu. Đừng nóng giận A, đã đến, nhanh chóng đi vào đi. Du tạp. Nói xong, ba người bước vào trong động quật, vây quanh nội bộ khối băng lớn chuyển ba vòng. Không có gì cả, nhanh đi về ngủ đi. Vẫn như củ cáo kỉnh tóc cam tiểu cẩu cẩu. Nói cũng đúng. A hô. Thực sự là vây chết. Du tạp. Ừ. Dứt lời, ba người ngáp một cái đi ra động quật, không khí lại khôi phục yên tĩnh trạng thái. Xác nhận đám người sau khi đi xa, tinh bột viên thuốc cùng cách lôi mới chậm rãi đi ra chỗ ẩn thân. Kha nhĩ miết khắc đại nhân, ngài. Đưa tay ngăn lại băng đồ lót, tinh bột viên thuốc bước nhanh đi tới một đạo nham trụ phía trước, nhanh chóng, có tiết tấu tại nham trụ thượng gõ mấy cái. Trăng rắc. Chốc lát, nham trụ dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng chỗ ở không gian tựa như pha lê đồng dạng, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Nhìn qua nham trụ sau đó tình cảnh, băng quần lót miệng hoán đổi trở thành trang trứng gà trạng thái. Này! Đây là... a à. Một cái bình thường không gian tiểu ma pháp mà thôi, không cần đến kinh ngạc. Đơn giản giảng giải một câu sau, tinh bột viên thuốc không nói thêm gì nữa, bước vào hiển lộ ra vòng xoáy màu đen. suy Nhìn thông vệ tiểu học toàn cấp vấn viên thuốc, lần nữa khôi phục bình tĩnh vòng xoáy, băng đồ lót do dự hai giây, tiếp đó cất bước đi theo. Ở đây hẳn là thôn trưởng bọn hắn nói di tích đi. Lucy, một lần nữa liếc mắt nhìn địa đồ, lại quét mắt một mắt địa hình bốn phía, hình dạng mặt đất, lam mèo gật đầu một cái. Không có sai. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chính là chỗ này. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chính diện đột phá không được sao. Dứt lời, hỏa long liền vội rống rống mà vọt vào trong di tích. Quy, Natsu, mau trở lại. Lucy. Vô dụng, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi qua đi. Cười khổ lắc đầu, Nữ lang tóc vàng cũng chỉ đành đi theo Ferry teo khó tin cậy nhất hai tên gia hỏa sau lưng, xông vào nguyệt thần trong di tích. Cách lôi, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi tìm Acer lão sư trở về, tiếp đó chúng ta liền động thủ giải quyết đi cái kia số không đế đại nhân. Hiểu rồi. Nhận được cách lôi chính xác trả lời chắc chắn, tinh bột viên thuốc đem một cái da trâu chế bọc nhỏ đưa tới trong tay của hắn. Trong này là thức ăn và nước ngọt, ta nếu là không thể kịp thời trở về, ngươi liền dùng bọn chúng nhét đầy cái bao tử A. Tốt. An bài tốt hết thảy, tinh bột viên thuốc mang tốt trên đầu mũ trùng, hóa thành một đạo phấn tử sắc tia sáng biến mất ở trong hang đen nhánh. Nhìn qua trong động quật phát sinh hết thảy, dấu ở cái nào đó hỗn loạn không gian tan thương nam cười hỏi, Ê sơ đại nhân, tinh bột viên thuốc là diễn kỹ hảo, hay là căn bản không biết kế hoạch cụ thể? Hoàng hậu điện hạ cũng không muốn để cho Kha Nhĩ Niết khắc quá sớm cuốn vào trong quyền mưu, cho nên cũng không có nói cho nàng kế hoạch nội dung cặn kẽ, chỉ là để cho nàng lợi dụng thực chiến kiểm tra thực lực của mình. Liếc qua muốn nói lại thôi tác tru đi, Ace nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi coi phụ mẫu thật là quá quái dị. Nhìn tang thương nam phong phú thần sắc biến hóa, luôn luôn không chút trung động Ace đại nhân hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng cùng đau đớn. U. Tác ru đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh đi chuẩn bị đi. Mặc dù Ace đại nhân không có đem lời nói xong, nhưng mà tang thương nam vẫn là nghe ra đối phương ẩn giấu đồ vật. Thế là, hắn hướng về Ace trịnh trọng thi lễ một cái, tiếp đó cất bước rời đi mảnh này màu bạc trắng không gian, không biết đi nơi nào ai canh giờ chưa tới canh giờ chưa tới a cảm thán hoàn tất A sơ đại nhân cũng rời đi mảnh không gian này di tích này sẽ không bỗng nhiên sụp đổ xuống a nhìn mặt mũi tràn đầy cảnh giác chửi bậy nữ vương hỏa long không nói nhảm trực tiếp dùng hành động hướng đối phương chứng minh di tích kiên cố tính chất hô ầm ầm gắn gượng khi một cái hỏa long thiết quyền cả tòa di tích đất trung núi chuyển đứng lên nhưng mà cũng không có sụp đổ dấu hiệu không có việc gì ở đây rất an toàn nhìn qua một mặt mỉm cười tóc anh đào đầu nhím chửi bậy nữ vương không có bất kỳ cái gì bất ngờ khởi động sư tử hà đông trống kỹ năng ngươi là đồ đần sao có như thế kiểm tra kiến trúc trạng thái sao vạn nhất di tích không chịu nổi trực tiếp sụp đổ xuống làm sao bây giờ hoa lạp nha a à. a à y tắc ngay tại chửi bậy nữ vương hét to kết thúc sát na dưới chân bọn hắn sàn nhà đột nhiên đã biến thành các vàng rơi vào tiếp tiếp đó hai người một mèo liền kêu to rơi xuống tiếng không đáy trong lỗ đen ân ừ cảm thấy trên đỉnh đầu có biến, phía dưới cách lôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ta đi. Cứ việc không có thấy rõ ràng nện xuống tới là thứ gì, nhưng mà bằng vào nhiều năm mạo hiểm bản năng, băng đồ lót không chần chờ chút nào, quả quyết hướng về một bên lăn lộn mà đi. Hô. Thiếu điều A. Băng quần lót tiếng nói vừa ra, ba đạo nhanh chóng ép tới gần tiếng thét chói tai từ bên trên dán xuống. Gì tình huống. Cách lôi cương vừa ngẩng đầu, một vòng quen thuộc màu anh đào từ trong con mắt chợt lóe lên, theo sát lấy chính là che khuất bầu trời hắc ám. Ta sát. Phù phù. Né tránh không kịp băng đồ lót không có bất kỳ cái gì bất ngờ bị bất minh vật thể đập trúng, thật sâu khảm vào trong lòng đất. Ngạch, nói sai. Băng đồ lót đã hoàn toàn bị nện tiếng trong bùn đất, trên mặt đất chỉ có một phần hoàng mỹ lam mèo, thiếu nữ, thiếu niên sang quýt. Hu 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 ô. A liệt. Thanh âm gì, ngã lộn nhào mộng bức hát đi. Nát xu, trước tiên nhẫn một chút, chờ chúng ta rời đi ngươi tại phóng thích khí độc. Nắm lỗ mũi chữ bậy nữ vương. Mặc dù Hỏa Long trí thông minh thường ngày đi chệch, nhưng mà lần này lại bình thường tại tuyến, cho nên trên đầu của hắn tuôn ra vô số hắc tuyến. Chương 592, Mệnh trung chú định chiến đấu. Lucy, người thiếu ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là bụng của ngươi đang vang lên. Nổi giận Hỏa Long. Mặc dù Lucy thường xuyên chế tạo một chút quái thanh âm, nhưng mà lần này cũng không phải nàng, bởi vì ta không có nghe được. Lỗ tai dán tại Lucy trên bụng Happy. Uy uy. Hai người các ngươi đủ a? À im lặng chửi bậy nữ vương nát su tiêu chảy không phải cái đại sự gì thừa nhận cũng không có gì mất mặt hát hỏa long vừa định phản bác nhưng mà không đợi hắn mở miệng một cỗ kịch liệt đau đớn từ bụng của hắn chỗ truyền đến nha trống từng ực từng ực kịch liệt đau nhất cho hỏa long mang đến vô tận lực lượng thế là hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đem trên lưng chửi bậy nữ vương cùng hát lật tung tới mặt đất phía trên buông tha đau khắp nơi nhảy tưng nát không nói trên đầu treo lên một chuỗi takoya lam mèo vừa vặn đối đầu leo ra mặt đất một đôi con mắt màu đen Hoa! có yêu quái a à. nói xong happy từ phía sau lưng trong bao quần áo rút ra một đầu lớn cá trắm đen hướng về toát ra tóc đen đầu dùng sức vung đi ba ba happy sạm mặt lại lucy lucy con yêu quái kia đã đi chưa nhắm mắt lại nghiêng đầu lam mèo cảm ơn ngươi ta còn chưa đi bất quá khuôn mặt bị ngươi đánh sưng lên mà thôi Nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ tiếng nói, Happy đột nhiên dừng động tác lại, đồng thời trong đầu hồi tưởng một chút vừa mới gương mặt kia, tính thăm dò mà hỏi thăm, cách. Cách lôi, vân vân ngươi sao? Ngươi nói xem. Nhìn trước mặt sưng cùng đầu heo tựa như tiểu bạch kiểm, lam mèo mở ra nhắm mắt trái, tức giận quát, cách lôi, không mang theo ngươi chơi như vậy, muốn hù chết người A. Ta dọa người. Là các ngươi nghĩ đập chết ta đi. Nắm lấy đầu suy nghĩ rất lâu, lam mèo cùng chữ bậy nữ vương suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này cách lôi, ngươi như thế nào? Không đợi chửi bậy nữ vương hỏi ra nghi vấn trong lòng, khôi phục lý trí hỏa long hầm hầm xông tới. Rủ xuống mắt, ngươi muốn cắn chết ta sao? Hừ! Mắt vượng, rõ ràng là ngươi muốn đè chết ta, ngạt chết ta, cắn ngươi một cái là nhẹ. Băng đồ lót, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Nước bọt lông, ngươi cho ta sợ ngươi sao? Ân! Ừ. Hừ! Đang lúc nát su cùng cách lôi đối chọi gây gắt thời điểm. Ngoài hang động hành lang bên trong vang lên lần nữa tiếng bước chân dồn dập vừa mới không phải điều tra sao? tại sao lại muốn tra a? À? nổi giận Toby, đừng phát bảo tố a, à, đây không phải ở đây lại có động tĩnh đi. kiên nhẫn Du Tạp, tốt, đừng than phiền, cái này cũng là thích nha. Nâng Tiểu Tâm Tâm khiết lị, thật là, mấy ngày nay liền không có yên tĩnh qua. vẫn như cũ nổi giận Toby, nói đến, các ngươi không cảm thấy cái kia tác đi có vấn đề sao? Du Tạp, ta cũng cảm thấy hắn là lạ nhưng mà đến tục cùng nơi nào trách ta còn nói không ra hoang mang khiết lị ngao ô nghĩ nhiều như vậy làm gì nếu là hắn dám làm tổn thương linh đế đại nhân ta liền xé nát hắn kéo dài nổi giận tobi nói cũng đúng du tạp khiết lị nói xong ba người xuyên qua dài dằn dặt hành lang lần nữa đi tới phong ấn deliora hang động dưới lòng đất xem đi không có gì cả a à. tobi thực sự là có đủ kỳ quái du tạp a à nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền trở về ngủ ngủ thẩm mỹ, thiết lị. Đi rồi. Đi rồi. Nóng nảy Tobi. Ba người rất nhanh lại rời đi động quật, thế là ở đây lại khôi phục an tĩnh và hắc ám. Hô. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Từ nào đó khối trong nham thạch đi ra nát ru. Cách lôi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thông minh, vậy mà sớm chuẩn bị như thế cái tuyệt diệu chỗ ẩn thân, vỗ cách lôi bả vai hát đi. Các ngươi nói sai rồi, ở đây cũng không phải ta chuẩn bị. Nghe nói như thế, Lam Mèo mượt mà trảo trảo lơ lửng trên không trung, sau đó cùng Hỏa Long cùng một chỗ nghi ngờ nhìn về phía băng đồ lót. Đúng, quên hỏi, cách lôi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trí thông minh quay về Lucy. Thở hắt ra, cách lôi đem mình bị vọt tới bãi cát, ngẫu nhiên gặp tinh bột viên thuốc, cùng với tới chỗ này đi qua giảng thuật một lần. Không nghĩ tới tinh bột cầu cũng tới. Nhạc nhiên happy. Ê sơ lão đại cũng tới, cái này dưới có đánh. Hai mắt sáng lên nát su. Nước bọc lông, ngươi sợ không phải không có chịu đủ đánh a à. cắt ngươi cho rằng chính mình là Aser lão đại sao kinh thường nát su hừ muốn thử một chút sao cái kia ta có thế cắm câu miệng sao yếu ớt lucy chuyện gì nhị trọng tấu thu lại chính mình tim đập tốc độ chữ bậy nữ vương hắn giọng một cái mở miệng hỏi tinh bột viên thuốc chính là cái kia kha nhĩ niết khắc là ai vậy tắt đai eo lão cha nữ nhi nát su o đế quốc công chúa cách lôi. Bởi vì hai người đồng thời mở miệng, đồng thời ngậm miệng, cho nên hai câu nói tiếng vào chửi bậy nữ vương trong lỗ tai thời điểm, liền ghép lại trở thành tho tư nữ chính công. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nói nhanh như vậy, đừng nói như vậy cùng A. À. Nước ra chửi bậy nữ vương. Líp nhau một cái, hai người hắn giọng một cái, đem lời vừa rồi lặp lại một lần, bất quá hai người lại thần đồng bộ. Ngạch, ngượng ngùng, vừa mới thống kê sai lầm, nát su dành trước 0.3 giây. Ha ha. Ta thắng, ta thắng nhìn qua hưng phấn không thôi hỏa long băng đồ lót trong nháy mắt không làm không tính lần này không tính lại đến ha ha so thua liền chơi xấu thực sự là không xấu hổ ngươi không xấu hổ không xấu hổ ngươi đứng lại đó cho ta nhìn qua tại trong động quật trên nhảy dưới tránh hai người chửi bậy nữ vương cả người trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ tin bột cầu tên thật gọi là kha nhĩ niết khắc rô ôn là o đế quốc công chúa điện hà Nghe được trên đỉnh đầu lam mèo giảng giải, Lucy không hiểu hỏi, mặc dù ta vừa mới không có nghe rõ, nhưng mà nát su giống như nói kha nhĩ nít khắc là tác đai eo đại thúc nữ nhi. A à, y tắc. Tin bột cầu đích thật là tác đai eo lão đại nữ nhi. Chờ đã. Vậy không phải nói, kinh ngạc chữ bậy nữ vương. A à, y tắc, tác đai eo đại thúc chính là o đế quốc hoàng đế. Đoán đến sau khi xác nhận, chữ bậy nữ vương hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Hai tay run rẩy đem lam mèo thỉnh phía dưới đỉnh, thiếu nữ tóc vàng rung giọng hỏi happy đại nhân cái cái kia sonia đại tỷ đầu nàng nghe nói đại tỷ đầu tựa như là tác đai eo lão cha thiếp thân thị vệ trưởng chuyên môn phụ trách bảo hộ tác đai eo lão cha an toàn không đúng tác đai eo đại thúc không phải trong công hội cao thủ lợi hại nhất sao đúng a à. cái kia sonia tỷ tỷ đi ra ngoài mang hộ vệ cùng mình thực lực cao cường có quan hệ sao chửi bậy nữ vương trong nháy mắt bị mắng á khẩu không trả lời được không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm Happy đại nhân, yên tĩnh quan sát xa xa hai cái viên hầu. Đảo Galuna đường ven biển. hưu Ti sáng lơ lửng tại đường ven biển phía trên, hiển lộ ra trong đó màu ửng đỏ cùng mái tóc xù thiếu nữ. Tiểu E, nơi này chính là đảo Galuna A. Màu ửng đỏ đại quyển phát không trả lời ngay, mà là từ trong ngực móc ra một quyển tấm da dê tinh tế so với một phen. Đại tỷ đầu, chính là chỗ này. Ân. Nhớ mày suy ngẫm chỉ chốc lát, Sonia hướng về bờ biển một tảng đá lớn rơi xuống, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng màu ửng đỏ nói, tiểu e, ta đi đem tiểu hắc bọn hắn mang tới, ngươi trước đi tìm nát su bọn hắn. Hiểu rồi. Đáp tất, màu ửng đỏ cũng không có lập tức rời đi, mà là lo lắng nhìn qua Sonia đại tỷ đầu, muốn nói lại thôi. Tiểu e, thế nào? Đại tỷ đầu, tiểu hắc bọn hắn thân thể yếu đuối, ngài cần phải khống chế tốt lực đạo A. Lệ rơi đầy mặt bọn hải tặc, ân A. Chúng ta rất yếu yếu, đại tỷ đầu đại tỷ đầu, lão nhân gia ngài nhất định muốn ôm nhu a. Yên nào, ta cũng không phải là lần đầu tiên. Dứt lời, mái tóc xù thiếu nữ lần nữa hóa thân tia sáng biến mất ở trên bầu trời. Hừ hừ. Đồ đần nhóm, chuẩn bị xong chưa, trừng phạt muốn tới. T. Đột nhiên đánh tới một trận hàng ý đánh thức trong ngủ mê chửi bậy nữ vương, thế là thủ hạ của nàng ý thức ôm lấy bả vai, tiếp đó đang tại trong ngực nàng thổi bong bóng lam mèo trong nháy mắt trứ lục. A liệt. Xoa đầu bò dậy sau, Happy không hiểu hỏi, Lucy, ngươi làm gì? Happy, ngươi liền không có cảm thấy trên người có một hơi khí lạnh sao? Nghe được chửi bậy nữ vương lời nói, Lam mèo vội vàng run run người. Ngươi không nói thật đúng là không có phát hiện, thật đúng là có chút lạnh, thật giống như eo đại nhân ở sau lưng ta. Eo đừng có gấp, ta cũng nhanh tới. Deliora, các ngươi là đồ đần sao? Ta như thế đại nhất đóng khối băng các ngươi không nhìn thấy sao? Nơi nào? Eo ở nơi nào? Kinh ngạc không thôi nát ru. A liệt. Hai người các ngươi lại còn không có đánh xong. Mộng bức hát đi. Hừ. Băng đồ lóc gia hỏa này trơn trượt vô cùng, căn bản vốn không dễ đánh. Cắt. Rõ ràng là ngươi trốn được nhanh, ngược lại nói ta. Ta nói các ngươi A. À. Ông. Ngay tại chữ bậy nữ vương chuẩn bị mở ra bản mệnh kỹ năng, chữ bậy, thời điểm, địa cuộc đỉnh chót phóng xuống một đạo phấn tử sắc trùng tia sáng, đem trong lòng đất ương lớn tảng băng bao phủ đi vào. Trống chói tai tiếng trống giận dữ đem mọi người tâm thần toàn bộ đều hấp dẫn tới ai tốt a à, delio ra hàng này chế tạo tạp âm quá lớn cho nên tất cả mọi người bịt lấy lỗ tai chờ lấy nó không xong delio ra da hỏa này muốn tỉnh hoảng sợ cách lôi vậy thì thật là tốt chúng ta tự tay đánh bại hắn phanh một quyền đánh nằm xuống sông về phía trước hỏa long băng đồ lót trống to đồ đần chúng ta căn bản không thắng được hắn biện pháp duy nhất kịp thời nhanh chóng tìm được thi triển nguyệt chi tích người ngăn lại bọn hắn tiếp tục tiến hành nghi thức. Từ, gà con mổ thóc Happy, Lucy. Không đợi Natsu mở miệng nói chuyện, cách lôi liền kéo lấy hắn hướng về di tích thượng tầng đi đến. Nguyệt thần di tích ngoại vi. Ê sơ lão sư, các ngươi làm sao chạy đến bên ngoài tới? Ngươi ra ngoài tìm thức ăn thời điểm, Deliora đột nhiên phá vỡ phong ấn, chúng ta cùng hắn đại chiến một hồi, vừa đem hắn trấn áp xuống dưới, du tạp bọn hắn liền vào tới, thế là hai chúng ta liền vận dụng không gian thủy tinh ma pháp trốn thoát, Ê xa. Thì ra là như thế không tốt. Nguyệt chi tích bị khởi động. Kinh ngạc tác ru đi. Đi. Mau trở về. Ê sơ đại nhân tiếng nói rơi xuống sát na, ba người vội vàng hướng về Nguyệt thần di tích phóng đi. Chương 593, mệnh trung chú định chiến đấu. Nguyệt thần di tích, trung ương đài cao. Cộc cục. cộc. Cộc cộc. Trong tiếng bước chân mặt nạ tan thương nam mang theo hai tên áo bào tím ma đạo sĩ leo lên nấc thang cuối cùng, chậm rãi đi tới Nguyệt chi tích nghi thức phía trước. Linh đế đại nhân. Tam trọng tấu, Nói xong, ba người hướng về nghi thức phía trước sắt thép mặt nạ nam không mình hành lễ. Tác Rudy, đi, các ngươi đi nơi nào, vì cái gì bây giờ mới tới? Hội bẩm linh đế đại nhân, chúng ta đi điều tra rồi một lần tình huống chung quanh, cho nên tới trễ. Điều tra. Toby. Gần nhất trong lòng đất thường xuyên xuất hiện động tĩnh, ta liền dẫn bộ hạ điều tra bốn phía một cái, tránh phần tử khả nghi chảy vào. Ân. Hài lòng gật đầu linh đế. Ngừng chỉ vào đầu người sau đó, linh đế đại nhân mở miệng hỏi tình huống thế nào. Ta tại phụ cận xếp đặt mấy đạo lưới bao vây, hẳn sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Khổ cực. Vui vì linh đế đại nhân tống hiến sức lực. Tam trọng tấu. Nơi này có chúng ta là đủ rồi, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Là. Không người trả lời hoàn tất, ba người lại dọc theo bậc thang đi xuống. Đợi cho ba người thân hình biến mất ở đầu bậc thang, một mực duy trì trầm mặt thiếu niên tóc xanh mở miệng nói ra, linh đế đại nhân, ngài cảm thấy bọn hắn thật là đi kiểm tra phụ cận địa hình sao. Ngao ô. Có ý tứ gì, ngươi nói là bọn hắn có mưu đồ khác nổi giận Tobi. bọn hắn có vấn đề là khẳng định nhưng là bây giờ vẫn chưa tới động thủ thời điểm dù sao cái này cũng là thích lần nữa tế ra tiểu tâm tâm khiết lỵ ngao ô vì cái gì toby không đợi du tạp hướng tiểu cẩu cẩu giảng giải lắng nghe thật lâu linh đế đại nhân mở miệng nói ra bọn hắn có ý đồ gì đều không trọng yếu chỉ cần bọn hắn không phá hư chúng ta làm việc liền tốt ừ gật đầu ba người trung ương đại cao ngoại vi nào đó chắn xác sau đó nhìn qua cách đó không xa phấn tử sắc trùng tia sáng, chửi bậy nữ vương sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa phía dưới khối băng liền sẽ hòa tan, Deliora liền sẽ phá phong mà ra. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ đi. Nói xong, một mặt hưng phấn hỏa long liền chuẩn bị xông ra tường thấp, làm một vố lớn. Nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn đứng lên, liền bị nhanh tay lẹ mắt Lucy cùng Happy ấn xuống. Nát ngươi điên rồi, dạng này lao ra đừng nói ngăn cản đối phương, chỉ sợ liền tự vệ đều không làm được. A thế nhưng là không xông lên như thế nào ngăn cản bọn gia hỏa này a à? dãy dụ nát su Quy, cách lôi ngươi cũng khuyên một chút nát su a à? dứt lời chữ bậy nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía tường thấp một bên khác kết quả vừa vặn nhìn thấy mặt tái nhật băng nội khố đầy mặt hoảng sợ nghĩ linh tinh Quy, cách lôi ngươi không sao chứ happy a à? tỉnh ngủ tới cách lôi một mặt kinh ngạc nhìn qua chồng lên nhau ba người các ngươi đang làm gì nghe được băng nội khố mà nói Happy mặt đen lại giải thích nói, Natsu tên ngu ngốc này muốn xông ra đi cùng phía ngoài gia hỏa quyết đấu, Lucy nhường ngươi hỗ trợ khuyên một chút. Lao ra. cúi đầu quan sát trên đất Natsu, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lướt qua cách đó không xa màu tím vòng tròn, băng nội khố trầm giọng nói, là nên gặp gỡ bọn họ. Quy, cách lôi, ta là nhường ngươi khuyên Natsu, ngươi như thế nào? Ta đi. Theo băng nội khố thẳng thân bước ra tường thấp, đang tại oán trách chữa bậy nữ vương cái cầm đột nhiên trầm xuống, nện ở trên mặt đất, đồng thời con mắt trợn lên, hai cái con mắt kém chút bay ra hốc mắt. Ha ha! Băng nội khố, ta bắt đầu thưởng thức ngươi. Thật sự! Cao hứng bạo gào thét, hỏa long tránh thoát hai người gò bó, đi theo băng nội khố sau lưng, xông về phía trước linh đế bọn người. Ngạch! Kéo dài kiếp sợ Lucy. Ân! Ừ. Chấp nhận Happy! Khổ bức liếc nhau sau, hai người cũng chỉ đành đi theo sông ra tường thấp. Đảo Galuna ngoại vi. Ân! Ừ. Cái kia! Chẳng lẽ là nguyệt chi tích? kinh ngạc đi qua, yêu tinh nữ vương đỉnh lông mày khóa chặt lại. Nguyệt chi tích là phá giải đủ loại phong ấn ma pháp tồn tại, ở đây đến tột cùng tồn tại cái gì, vì sao lại xuất hiện nguyệt chi tích? Chẳng lẽ? Cùng nát su bọn hắn nhận ủy thác có liên quan? Không được. Ta phải nhanh chóng chạy tới. Cẩn thận phân biệt bốn phía một cái phương hướng, màu ửng đỏ hướng về một phương hướng nào đó nhanh chóng lao vụt mà đi. Đảo Galuna gần biển. Uy, các ngươi liền không thể nhanh lên nữa sao? Nghe được mũi tàu truyền đến tiếng hét lớn, nắm giữ lấy bánh lái móc sắt thuyền trưởng vội vàng đắt, đại tỷ đại đây đã là tốc độ nhanh nhất thực sự là chậm chết thật không biết các ngươi tại sao muốn ngồi loại vật này chẳng lẽ từ trên trời bay không thơm sao đang toàn lực chèo thuyền bọn hải tặc nghe nói như thế sắc mặt toàn bộ đều tối xuống tỷ tỷ chúng ta cũng nghĩ từ trên trời bay a à, nhưng mà các tiểu đệ làm không được a à. thu hồi trong lòng chữa bậy chi lực bọn hải tặc không dám nói thêm cái gì chỉ là dùng sức chèo thuyền quá chậm vẫn là ta tự mình tới a. À. Nói xong, mái tóc xù thiếu nữ đằng không mà lên, vững vàng rơi vào cột buồn phía trên. Tại bọn hải tặc mộng bức trong ánh mắt, mái tóc xù thiếu nữ hướng về thuyền sau vung ra hai đoàn thanh bạch phong cầu, theo sát lấy một cổ cường đại động lực vô căn cứ mà sinh, thôi động to lớn biển khơi trộn thuyền hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Hoa! A! À. Tại trong bọn hải tặc tiếng kêu to sợ hãi, màu đen hải tặc tên nỏ biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Ha ha! Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tại phía sau tường thấp ngủ tới hừng sáng đâu. Nghe được Linh Đế lời nói, khiếp lỵ tổ ba người cùng Happy, Lucy hai người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, mà cách lôi cùng nát su thì bình tĩnh nhìn chăm chú đối diện mặt nạ nam. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại biến thành dạng này. Cách lôi. Ha ha. Câu nói này không nên để ta tới nói sao. Thực sự là nghĩ không ra ngươi sẽ trưởng thành tới mức này, thật là khiến người ta vui mừng a. À. Linh Đế. Ly ông, thiếu bày sư huynh giá đỡ, ta đã không phải ta của năm đó. Phải không? tại sao ta cảm giác ngươi một chút cũng không có thay đổi, vẫn là xúc động như vậy vô não. Nói xong, Linh Đế tháo xuống trên đầu thiết diện, một mặt dễu cực nhìn qua băng nội khố. Lợi. Ngang. Cắn răng nghiến lợi cách lôi. Cách lôi, cùng hắn nói vớ vẫn cái gì, trực tiếp động thủ là được rồi. Dứt lời, nóng nảy hỏa long dơ hỏa diễm thiết quyền vọt hướng Linh Đế. Không cần. Mặc dù băng nội khố tiếng nhắc nhở đã rất nhanh, rất kịp thời, nhưng mà vẫn chậm một bước thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn Natsu biến thành một đống khối băng. Ta đi. Đây là cái gì băng, như thế nào cứng như vậy? Mộng bức nát su. Lucy, ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Happy. Đừng nói giỡn, ta một cái nhu nhu nhược nhược thuộc nữ làm sao có thể đánh thắng những nguy hiểm này phần tử đâu. Bản thân thôi miên Lucy. Đang lúc Lam mèo sạm mặt lại không biết như thế nào chữa bậy thời điểm, một đạo mắt thường không thể nhận ra sóng âm tiếng đụng vào trong đầu của hắn. Happy, mau mang Lucy trở về thôn. AI tắt. Nghe được băng nội khố mệnh lệnh, Happy không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng cái đuôi cuốn lên chửi bậy nữ vương hướng về thôn bay đi. Muốn đi. Hỏi qua ta không có. Nói xong, Ly ông nâng tay phải lên, thả ra một đoàn màu xanh trắng băng thứ. Băng kỵ thương. Phanh phanh phanh. Liên miên không dứt trong tiếng va chạm, băng thương cùng băng thứ toàn bộ đều biến thành vụn băng chiếu xuống trên không, Happy hai người cũng thành công biến mất ở trong màn đêm. Thiết lỵ Có thuộc hạ các ngươi lập tức đi đem con mèo cùng nữ nhân bắt trở lại, thuận tiện đem cái thôn kia giải quyết đi. Là, thừa dịp linh đế hướng bộ hạ truyền đạt mệnh lệnh lúc, băng nội khố chậm rãi đi tới trước mặt tảng băng. Nước bọt long, xin lỗi. Nhanh, bằng không thì liền đến đã không kịp. Nhỏ giọng giao lưu hoàn tất, băng nội khố nhất chân phải lên hướng về tảng băng dùng sức đạp một cái. A liệt. Nghe được trong rừng cây vang vọng âm thanh, linh đế đại nhân mang theo kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lại còn là vô tình như vậy. Hừ. Không có quan hệ gì với ngươi. Nếu đã như thế. Liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng phát triển đến cái tình trạng gì a? À? Hoa lạp. Ngay tại hai người sắp lúc động thủ, di tích mặt đất đột nhiên hóa thành vô số các vàng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ân. Ừ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Linh đế đỉnh lông mày nhanh chóng nhăn co lại, nhưng mà cái này cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Băng viên. Trống. Trống to âm thanh bên trong, một cái cực lớn băng viên leo lên tại trên vách tường, đem ly ông vững vàng nâng ở trên bàn tay. Không nghĩ tới năm đó đồ đần cũng biết dụng kế mưu, đáng tiếc. Không cần. Băng chi tạo hình đại thứ. Hưu. Hưu. Nhìn qua phá không mà đến băng bạch đại điểu, băng nội khố không chần chờ chút nào quả quyết dựng thẳng lên băng thuẫn. Phanh. Phanh. Băng chi tạo hình băng thiếu suối. Núi lửa. Trăng rắc. Trăng rắc. Đất bằng dân lên băng suối trụ cùng trùng điệp dựng lên băng hỏa sơn đụng vào nhau, nhao nhao biến mất ở trong không khí. Bạch hổ. Trống. Nhìn qua hướng chính mình đánh tới cực lớn băng bạch cự hổ, băng nội khố lạnh mặt nói, Ly ông, ngươi chẳng lẽ không biết một tay thi triển ma pháp sẽ dẫn đến tạo hình bất ổn sao? Bá. Nói xong, cách lôi hai tay nhanh chóng vén cùng một chỗ. Băng chi tạo hình lồng giam. ầm, uhm. Cực lớn băng chế lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem màu trắng mảnh hổ một mực nhốt tại trong đó. Ân. Uhm. Nhìn qua không ngừng va chạm lồng giam, lại chậm chạp không cách nào đột phá con cọp màu trắng, linh đế đỉnh lông mày hơi nhăn. Ngươi đắc ý sớm. Lợi kiếm. Vù vù. Đối mặt phá không mà đến lợi kiếm, lần này cách lôi không có dơ tấm thuẫn lên, mà là trực tiếp sử dụng băng kỵ thương đối xạ tới. Tấm trắng. Phanh phanh. Phanh phanh. Hô. Trên tấm trắng vừa mới không có âm thanh, linh đế đại nhân trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi ác phong. Lan nha chú y. Trăng rắc. Phần phật hai thanh đại chùy trên không trung ngang tàn chạm vào nhau, cuối cùng cùng hóa thành vụn băng, phân tán bốn phía tung bay. Băng chi tạo hình băng tuyết pháo. Phanh. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, linh đế đại nhân không thể tránh thoát một kích trí mạng này, trực tiếp bị băng tuyết cự pháo đánh bay ra ngoài. Hướng về phía phía dưới lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, băng nội khố trượt lên băng địa tấm trực tiếp truy hướng linh đế hào đạn đạo. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên chúng ta động thủ. Nói cũng đúng, hai đạo nhẹ miên thanh âm thần bí rơi xuống nháy mắt một cổ màu tím sương mù từ di tích trên đỉnh động quật tiêu tán ra ngoài đem trọn tọa di tích bao vây lại chương 594, trăm băng hệ đại loạn đấu ây sơ đại nhân các ngươi tiễn đưa những người này ra ngoài ta đi nhìn chầm chầm Deliora. ra ngay tại tác Rudy chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm cao lãnh ma đạo sĩ mở miệng cản lại nàng chờ đã ở đây giao cho tinh bột viên thuốc là được rồi ta và ngươi cùng một chỗ xuống nhìn chầm chầm Deliora. ra cái này chần chờ thương tang nam ây sơ lão sư ngươi nghĩ mệt chết ta à vậy mà để cho ta một cái tiểu người lùng chuyển nhiều người như vậy ra ngoài cao lãnh ma đạo sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn làm bộ đáng thương tinh bột viên thuốc lôi kéo tác ru đi nhanh chóng biến mất ở trong cầu thang hừ có nữ nhi ném đi đồ đệ cùng bại hoại tác một cái đức hạnh a à. bại hoại tác tự như là có nữ nhi eo da ném đi nữ nhi tinh bột viên thuốc a à. nâng chính mình khuôn mặt béo mập nhỏ bé gãi sau gáy của mình mui tinh bột viên thuốc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mang theo trên mặt đất chết ngất đông đảo áo bào tím nhân theo đi ra bên ngoài phúc đem đầu từ trong đống bùn hao sau khi đi ra lớn tảng băng gạch nước bọc lông nát su nhìn qua di tích đỉnh la lớn băng nội khố gia hỏa này thực sự là quá mức diễn cái hí kịch mà thôi đến nỗi dùng như vậy lực mạnh đi phi phi Nhả sạch sẽ trong miệng bùn cát tóc anh đào đầu nhím quét mắt một vòng chung quanh nhìn qua một phương hướng nào đó thầm nói hẳn là cái phương hướng này a à. dứt lời Tóc anh đào đầu nhím khống chế thân thể cục kịch hướng về mục tiêu phương hướng chạy. Ngạch, hướng về phía trước lăn đi qua. Happy, Natsu bọn hắn còn tại trong di tích, chúng ta mau trở về cứu bọn họ. Lam Miêu duy trì phi hành tư thái, mở miệng giải thích, khi nào, có người bảo vệ bọn hắn, sẽ không ra chuyện gì, lại giả thuyết. Chúng ta cũng có phải giải quyết sự tình. Có người bảo vệ bọn hắn. Ha ha. Ngươi không cảm thấy Natsu cùng cách lôi rất khác thường sao? Khác thường. Dựa theo Happy nhắc nhở, Chửi bậy nữ vương đem chuyện mới vừa phát sinh trong đầu tái hiện qua một lần. T. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện, hai người bọn họ giống như quá bình tĩnh. Hắc hắc. Đấu vòng loại trước mặt, bọn hắn cũng không có tâm tình đánh thi đấu hữu nghị. Mặc dù không hiểu rõ lắm đấu vòng loại cùng thi đấu hữu nghị là cái gì, nhưng mà kết hợp ngữ cảnh chửi bậy nữ vương còn có thể đem nội dung lĩnh hội cái không sai biệt lắm. Đảo Galuna tại sao có thể có chúng ta người? Còn có các ngươi như thế nào phát hiện đối phương? Nghe nói như thế lam miêu khóe môi hơi hơi nhếch lên nát su là hẳn là ngửi thấy các nàng hương vị đến nỗi ta cùng cách lôi đi hắc, không đủ cùng ngoại nhân nói a à. con mèo nhỏ ngài có tin ta hay không nắm chặt quan râu mép của ngươi a à? nghe được cái này uy hiếp bờ trí mạng happy vô ý thức nâng hai tay lên che miệng của mình thế là từ hố lucy liền xoay chuyển phóng thích ra tiếng rít chói tai âm thanh vọt tới phía dưới rừng cây a à. a à. so a à y tắc mộng bức happy nhanh tới. Cứu. Ta. Đi qua gió lạnh thổi, lại thêm chữ bậy nữ vương nhắc nhở, Lam Miêu cuối cùng phản ứng lại, trực tiếp thẳng hướng lấy bay xuống từ hố nữ vương đuổi theo. Sư. Đông. Mặc dù Happy đã lấy ra tốc độ nhanh nhất, nhưng mà vẫn chậm nửa nhịp, kết quả Lucy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, mà lại là đầu trước tiên lấy lục, các vị yên tâm tâm, không phải khuôn mặt trước tiên rơi địa, cho nên nào đó tay không có hủy dung, nạp lộ tổ hợp cũng không có vấn đề gì. A liệt, Xoẹt. chịu đến Lucy chạm đất ảnh hưởng, phía dưới cái nào đó xách theo thùng sắt to con toàn thân khẽ run rẩy. Kết quả trong thùng sắt đồ vật đổ đi ra, trong không khí bốc hơi khởi trận trận sương trắng. Ngạch, sợ hãi Happy. A, à. mộng bức to con, bốn mắt nhìn nhau rất lâu, Lam Miêu toàn thân lông tóc trong nháy mắt nổ tung. Chuột, chuột, đồ đần mèo. Trăm miệng một lời mà kinh ngạc cuốn xong tất, hai tên gia hỏa lại thần đồng bộ mà chửi bậy. Ngươi mới là chuột đâu? Ngươi nói ai là đồ đần? Đang lúc hai người đối chọi gây gắt thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo chung bạc âm thanh. An kiếp tri ca, thế nào? Độc độc quả tương thu thập hoàn tất sao? Khiết lị đại nhân, ta chỗ này xông tới một con mèo cùng một cái tóc vàng nữ nhân, bọn hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt, chuột bự cả người đều ngẩn ra. Hoa lạp. Chuột bự nâng tay lên còn chưa kịp thu hồi, hậu phương rừng cây bị phá ra, tránh ra ba bóng người. An kiếp tri ca, người đâu? Quay đầu nhìn phía sau, chuột bự nhìn lên bầu trời bên trong cái nào đó điểm đen nhi nói nói, chạy. Chạy. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chạy. Nóng nảy Tobi. Đại lão, ta oan uổng A. Bọn hắn chạy thời điểm, ta quay đầu, không có trông thấy A. Ngươi cái tên này. Gấp bội nóng nảy Tobi. Tốt. Tốt, người đã chạy, tức giận cũng vô ích, vạn năm vật hệ du tạp. Tính toán. Tiếp tục thu thập mức hoa quả A, dù sao cái này cũng là thích A không đợi váy đen tiểu la lị quá nhiều trùng lập thường nói, người, quyển chuột nhau nhau mặt đen lên quay người ẩn vào trong rừng. Cầu cầu, ngươi nói nhiệm vụ trọng yếu chính là cái này. Hướng về phía một mặt khổ bức hỏa long gật đầu một cái, tinh bột viên thuốc nói, chỉ cần đem bọn hắn dời xa di tích, nguyệt chi tích liền không cách nào tiến hành, Deliora liền không ra được. Đây là rất tốt rồi, nhưng mà... Loại sự tình này để cho băng nội khố tên kia tới không phải tốt sao? Đối mặt một mặt không phục không cam lòng hỏa long, tinh bột viên thuốc sắc mặt bình thản bổ nhất đao ngươi vẫn là trước tiên nở ra trên người lớn tảng băng, lại nói cùng đối phương động thủ đi. Trong lúc chốc lát kia, hai cây viết đồ đần nhược kê que gỗ cắm vào hỏa long tiểu tâm tâm. Cầu cầu, ngươi. Ít lãi nhãi, nhanh chóng làm việc, bằng không thật sự không đuổi kịp chiến đấu. Nghe được chiến đấu hai chữ, hỏa long trong nháy mắt đầy máu sống lại. Cầu cầu, ngươi nói ở đây sẽ phát sinh chiến đấu. Nhìn thấy tinh bột viên thuốc một lòng vận chuyển, không để ý tới chính mình, thế là tóc anh đào đầu nhím lại ưỡng mặt xẹt tới. Cầu ca, cho một cái thực chất thôi. Cầu ca. Cầu ca ca. Cứ việc nào đó Long không cần mặt mũi đến cực hạn, nhưng mà tinh bột viên thuốc không thèm để ý hắn, chỉ lo tay vội vàng bên trong công việc. Trống. Đột ngột ở giữa, một hồi chói tai tiếng trống mang theo rung động dữ dội từ dưới đất cuốn tới, đem tinh bột viên thuốc cùng nát su chấn động đến mức một hồi lão đảo. Cái quỷ gì, mộng bức nát su. Ổn định thân hình sau đó, tinh bột viên thuốc không có hướng nát su giảng giải cái gì, mà là gia tốc động tác trong tay. Hưu đem trong tay giày chiếu vào nước bọt long hậu não trước vung đi đồng thời tinh bột viên khẽ kêu âm thanh thuận gió mà đến đồ đần long đừng ngốc ngớ ra nhanh chóng chuyển bằng không thì các nàng liền đem đỡ đánh xong ba nghe được tinh bột viên hô quát hỏa long vô ý thức xoay qua khuôn mặt tới tiếp đó cái kia giày liền đang trúng hồng tâm cầu ba cửa tháp giống như thuế a sơ lão sư cùng sonia Aji, lại thêm eo da tỷ tỷ con tôm eo gia eo cũng cũng tới bởi vì đang bận rộn chuyện trong tay, tinh bột viên thuốc không rảnh xem xét hỏa long sắc mặt. Tốt a, à, nàng vốn là cũng không quan tâm nát su trạng thái như thế nào, ngược lại nàng là o đế quốc công chúa, lại lớn lên khả ái như vậy, có thế có cái gì ý đồ xấu đâu rồi. Yên nào, đến lúc đó ta giúp ngươi ngăn eo gia tỷ tỷ, ngươi nắm chắc thời gian chạy trốn. Ừ, gà con mổ thóc nước bọc long. Ân. Ừ. Nhìn thấy linh đế đại nhân ánh mắt chuyển trở về nguyệt thần di tích, băng nội khố biết mình đám người kế hoạch bại lộ. Băng nhận bảy liền múa thì ra các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Phản ứng lại linh đế đại nhân sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn, cũng tại lúc này linh đế lần đầu sử xuất hai tay tạo hình. Bạch long, bạch hổ, vượng trắng. Trong lúc chốc lát kia, băng màu trắng long, hổ, cự viên vô căn cứ mà sinh, trở thành linh đế đại nhân hoa lệ phong nền. Cái gì? Ngay tại băng nội khố kinh ngạc lúc, long, hổ, cự viên thoát ly linh đế khống chế, hướng về cách lôi nhào tới. Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chơi a, à, ta không bồi dứt lời linh đế hóa thành đầy trời hàng khí biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại từng trận quyền cước tiếng va chạm ở trong rừng cây quanh quẩn khụ khụ tiểu khoác thích ta tận lực ngươi chính mình bảo trọng a à. một chữ cuối cùng phun ra băng nội khố hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi nguyệt thần di tích hang động dưới lòng đất a sơ đại nhân delio ra gia hỏa này thật khó dây dưa vẫn là hai người chúng ta cùng lên đi hô hô bình phục một chút chính mình hỗn loạn hô hấp a sơ đại nhân quật cường nói không được thực tập này ta nhất định phải dựa vào bản thân thực lực vượt qua. Lão mụ, cái này không phải cái gì thí luyện, đây là đại chiến sinh tử A. Mặc dù trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tác tru đi cũng không dám đem lời nói này mở miệng. a sơ. 15 chiêu. Lại cho ta 15 thu cơ hội, nếu như 15 chiêu còn không giải quyết được nó, chúng ta liền cùng nhau động thủ. Lời nói đã đến nước này, thương tan nam cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đứng tại một bên yên tĩnh quan sát đến trên chiến trường tình huống. Trống nhìn qua một lần nữa xông tới áo bào tím tiểu người lùng, Deliora nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình lò nước nóng lớn nhỏ nắm đấm chiếu vào đối phương đỉnh đầu đập xuống. Hừ! Thời gian không đủ, vừa vặn bắt ngươi thí chiêu. Không băng kiếm, tuyệt khoản không. Kèm theo Acer đại nhân hô lên chiêu số danh xưng, một thanh ngân thanh sắc hàng băng cự kiếm phá không mà ra, trực tiếp chảy ra hướng Deliora trong lòng. Trống! Bản năng muốn tránh né, nhưng mà to con đột nhiên phát hiện mình thân hình không cách nào di động. Trống! mắt thấy không thể trốn tránh, to con hung tính bị kích phát đến cực hạn, một giây sau, một đạo cường tráng màu da cam hỏa trụ hướng về ngân thanh cự kiếm đánh tới. Ông ông. Cả hai rất nhanh va chạm đến cùng một chỗ, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng tiếng nổ truyền đến, chỉ có từng trận phong minh thanh âm theo gió mà đến. Theo thời gian kéo dài, màu da cam hỏa trụ dần dần trừ khử, bên trên cự kiếm ngân thanh sắc cũng dần dần biến mất. Trăng rắc. Cuối cùng một vòng ngân thanh sắc biến mất nháy mắt, màu da cam hỏa trụ cũng tiêu hao hầu như không còn theo sát lấy trên không truyền đến một đạo pha lê rạn nứt âm thanh, vô số xanh mới bụi phân tán bốn phía bay xuống. Phù phù. Lực xung kích cực lớn phía dưới, to con đặt mông ngồi sổng dưới đất, Ê đại nhân cũng nằm ngang bay mấy mét vừa mới ổn định thân hình. Chương 595, Lucy dịu kế. Cơm rồi. Đang tại vận chuyển áo bào tím thi tinh bột viên thuốc đột nhiên dừng động tác trong tay lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hướng tây bắc. Cầu ca, thế nào? Thu tầm mắt lại sau đó, tinh bột viên thuốc cười như không cười nói, nát su chiến đấu của ngươi tới, chúng ta nên tách ra. Nhìn qua một mặt mộng bức hỏa long, tinh bột viên thuốc không có mở miệng giảng giải, trực tiếp đem quân dự bị nhân viên chiến đấu đưa đến vị trí chỉ định. Ông! Nhìn thấy hỏa long cùng ngân bạch quan huy từ trong không khí tiêu thất, tinh bột viên thuốc nhắm mắt minh tưởng phút chốc, tiếp đó hướng về phía trước ngóng nhìn phương hướng hoặc bát mà chạy tới. A sơ đại nhân, chỉ sợ ngài không có 15 thu thời gian. Nghe được âm thanh sau lưng, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên cao lãnh ma đạo sĩ vỗ vỗ bụi đất trên người ngữ khí bình thản hỏi số một chặn đánh binh sĩ đã sập ừ gật đầu một cái tang thương nam nói tiếp đội dự bị đã chống đỡ nhiều nhất lại có 10 phút mục tiêu liền muốn trở về 10 phút đầy đủ dứt lời cao lãnh ma đạo sĩ chân phải đạp mạnh mặt đất hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng màu tím bắn về phía đối diện ngân thanh sắc to con trống hô nhìn qua phía trước nện xuống tới xanh xám cự quyền ây sơ đại nhân một chút đều không giả quơ giống nhau như đúc băng lam cự quyền nên đón tiếp lấy oanh trong tiếng va chạm to con đảo bổ nhào đụng phải hậu phương vách động hai mắt vô thần đếm lấy trước mắt bay qua vô số ngôi sao nhỏ ông mượn nhờ chấn động không gian ổn định cước bộ sau ây sơ đại nhân lắc lắc đầu lần nữa vọt xuống dưới băng chi tạo hình xong la bàn ông băng bạch sắc sắc bén mâm tròn mang theo chói tai tiếng rít chiếu vào xanh xám to con cổ cắt đi trống mặc dù chưa khôi phục thị lực nhưng mà không cần, cường tráng màu da cam hỏa trụ trực tiếp đem băng bạch mâm tròn phi hành phạm vi hoàn toàn bao phủ đi vào. Ầm ầm. Hoa lạp. Hỏa trụ cùng băng bàn song song rải rác, đem chiến trường đã biến thành một đoàn mềm bồng bồng kẹo đường. Vù vù. Vù vù. Mưa bụi phía dưới, mấy cái băng bạch sắc tường vi đột nhiên bắn ra, đem to con vững vàng trói lại. Trống. Vô dụng. Đây cũng không phải là trước đây tường vi viên. Trống. Hướng về phía nổi giận to con băng lãnh nở nụ cười, theo sát lấy cao lãnh ma đạo sĩ vung lấy thiết quyền hướng về phía to con một hồi lốt bốt. Ông! Nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ngân bạch quan huy, linh đế đại nhân đến cái giường ngay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chầm chầm quan hoàng nội bộ tình huống. Phi! Phi, cầu ca gia hỏa này thật là, hố cha A! À. A! À. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Đại băng đồ lót! Đầu nhím! Không khí an tĩnh mấy giây! Theo sát lấy nhanh biệt phong hỏa long quơ thiết quyền mắng đi lên hỏa long thiết quyền cắt điêu trùng tiểu kỹ nói xong đại băng đồ lót ngạch không đúng linh đế đại nhân nâng tay phải lên chuẩn bị tái hiện nguyệt thần di tích bên trên một màn kia a à. ngươi cảm thấy cùng một chiêu sẽ đối với ta hữu dụng a à. tại hỏa long gầm thét phía dưới một đạo hỏa trụ phóng lên trời đem nát su không khí quanh thân toàn bộ nhóm lửa có chút ý tứ trống trống to âm thanh bên trong băng bạch cự viên hướng về hỏa trụ nhào tới hô nhìn qua cuốn theo tại ác phong bên trong băng viên cự trưởng hỏa long hướng phía sau trượt đi tiếp đó cuốn lấy hai đám lửa sử xuất trong truyền thuyết sông gió quá nhỉ phanh hoa lạp băng bạch cự viên đầu bị đánh cho bụi băng hỏa long thì bị quán tính kéo theo cự trưởng cho nện bay Trăng rắc Trăng rắc nhìn thấy bụi mù nổi lên bốn phía cây có hoành ngã rừng cây linh đế đại nhân trên mặt tránh ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới con ruồi này vẫn rất cường tráng bất quá cũng liền rắn chắc một chút như vậy mà thôi. Dứt lời, Linh Đế Đại Nhân liền chuẩn bị ly khai nơi này, nhưng mà chân của hắn còn không có nâng lên, cái nào đó đánh không chết Tiểu Cường lại lao đến. Hỏa Long Gào thét Băng chi tạo hình, băng thuẫn Hình nửa vòng tròn thanh sắc băng thuẫn đem Linh Đế Đại Nhân hoàn toàn bao phủ đi vào, đem chanh hồng long tức hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Hỏa Long Hoàng Viêm Lan Nha Chù Y Băng Chù Y, hỏa quyền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, theo sát lấy hai người phân biệt lau chùi mặt trượt về phương xa. Có ý tứ, lại đến. Chả lẽ lại sợ ngươi. Trong lúc chốc lát kia, hỏa long cùng linh đế lại tại trên mặt đất cao tốc va chạm. Ác ma chi thôn. Nhìn qua từ phía dưới bò lên hồng ác ma đại thúc, Lam miêu mặt mũi tràn đầy chất vấn mà hỏi thăm, Lucy, dạng này có hiệu lực thật không? Tiểu meo meo, ngươi là đang hoài nghi ta sao? A y tắc. Kỳ thực ta cũng hoài nghi thứ này hiệu quả, yếu ớt chữa bậy hồng ác ma. Ta cũng giống vậy nghĩ, cùng thiếp lam ác ma. Còn có chúng ta. Tiếp tục cùng thiếp ác ma nhóm. Đưa tay thu hồi trên thái dương hắc tuyến, chữ bậy nữ vương khô cứng nói, các ngươi biết cái gì, càng là đơn giản kế hoạch càng là hữu dụng. Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng kiên trì, chúng ác ma cũng chỉ đành đem trong tay đại một lồng phóng tới khai cuộc trong hố lớn, yên tĩnh chờ trong truyền thuyết địch nhân hiện thân. Lucy tiểu thư, có người tới. Nghe được vọng lâu phía trên tiếng cảnh báo, đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang cửa trại. Nói chính xác là trước cửa trại cái nào đó hố to. Mở cửa nhanh a. À. Thuận gió bay vào non nớt âm thanh, trong thôn tất cả đều hóa đá. quy Có người hay không a? À. Phản ứng lại các thôn dân nhao nhao nhìn về phía chửi bậy nữ vương. Ai? Từ ta lấy chủ ý sao? Nghe được chửi bậy nữ vương bản thân nghi vấn, các thôn dân chỉnh tề gật gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì Cất kết. Không cần chửi bậy nữ vương nói xong, cửa trại chỗ truyền đến một hồi vật liệu gỗ tiếng ma sát, theo sát lấy vừa dày vừa nặng cửa trại chậm rãi kéo. Ta đi. Gì tình huống. Lông tóc dựng đứng chửi bậy nữ vương. Tiểu cầu cầu, mau vào. Hoa ngân âm thanh bên trong, chẳng biết lúc nào rời đi Lam miêu từ cửa trại đỉnh vọt xuống tới, cùng cửa trại bên ngoài tê chữ hoàng mỹ hợp thể. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tê chữ chậm rãi đi vào cửa trại, đứng tại người nào đó dịu kế phía trước. a à. vẫn còn có đồ đần dùng trạm bẫy loại này của chiêu số. Nghe nói như thế, chữ bậy nữ vương gương mặt trong nháy mắt trở thành đích khỉ, các vị thông dân thì đem đầu đừng đến một bên, tựa như không biết ở vào trung ương người nào đó. hưu phóng người lên vượt qua hố lõm sau đó, tê chữ giải trừ phía trên quét ngang, hướng về đám người hô, các ngươi ngẩn người làm gì, nhanh chóng tới cứu người a a a. trên bả vai vật nặng bị dọn đi sau đó, khôi phục tự do tinh bột viên thuốc hướng về phía bên cạnh thân H ti hỏi, ha ha, cái tên ngốc này là ai vậy? nàng gọi lucy, vừa tới công hội không lâu, là natsu mới đồng đội. ta nói như thế nào chưa thấy qua nàng. Phi thân tiến đến tinh bột viên bên tai, Lam Miêu dùng tất cả mọi người đều có thể nghe được âm lượng nói câu thì thầm. Cầu cầu, ngươi không biết gia hỏa này có thế tự luyến, thường xuyên để cho thủ hạ tinh linh gọi mình công chúa, hơn nữa còn ưa thích phóng thích đủ loại thanh âm quá dị, làm hại ta mất ngủ lão trường thời gian. Quá đáng như vậy. So lười thần tên kia còn hố A. Ừ. Uy uy. Hai người các ngươi có thể hay không không dùng thanh âm lớn như vậy nói thì thầm A. Xám trắng trạng thái chữa bậy nữ vương. Không khí lúng túng mấy giây, nhớ tới vấn đề mấu chốt lam miêu mở miệng hỏi đúng cầu cầu ngươi từ nơi nào nhặt về cách lôi có thấy hay không nát su tên kia khụ khụ rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình tinh bột viên thuốc đem chính mình vận chuyển thi thể ngẫu nhiên gặp băng quần lót chi tiết tường trình giảng thuật một lần a à. thì ra là như thế a à. nhị trọng tấu đúng các ngươi làm sao còn ở chỗ này linh đế tên kia không phải phái ba cái bại hoại tới làm phá hư sao chúng ta ở trên đường trở về gặp bọn hắn Lúc đó bọn hắn giống như đang thu thập đồ vật gì, không muốn biết làm gì, happy. Nếu đã như thế. Ngay tại tinh bột viên thuốc chuẩn bị đưa ra hành động đề nghị thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến từng trận tiếng rít, cùng lúc đó, một đoàn cực lớn mây đen đè khoảng không mà đến. Trống. Phối hợp với Acer đại nhân diễn tấu một hồi rắc hòa âm, xanh xám to con uy nghiêm rống to âm thanh dần dần đã mất đi sức mạnh, chỉ còn lại từng trận ô yết. Không phục. Lại đến A. Nhìn chỉnh lý quần áo cao lãnh ma đạo sĩ, xanh xám to con nước mắt lưng trồng rống lên một tiếng, chỉ là như thế nào nghe cũng giống như meo meo gọi. "A Sơ đại nhân, đừng đùa, thời gian không còn kịp rồi." Nghe được sau lưng Tang Thương Nam nhắc nhở, cao lãnh ma đạo sĩ không niềm vui thú mà lắc đầu. "Thí luyện đạt được mục đích, ngươi có thể ngủ tiếp." Khoảng không băng ngưng hư giới. "Trăng rắc." "Trăng rắc." Theo A Sơ đại nhân tiếng nói rơi xuống, ngân thanh sắc khối băng xuất hiện lần nữa, đem rung lẫy bảy to con cực kỳ chặt chẽ mà bao vây lại. Ê hey sơ đại nhân, chúng ta là không phải nên tiến hành bước kế tiếp. Thu hồi xong trưởng sau đó, cao lãnh ma đạo sĩ vừa gật đầu, vừa nói, đúng, tinh bột viên thuốc trở về rồi sao? Trước đây không lâu, tinh bột viên thuốc truyền đến tin tức, nàng mang theo cách lôi trở về thôn, đoán chừng phải qua đoạn thời gian mới có thể trở về. Sonia các nàng đâu? Còn không có truyền đến tin tức, bất quá cũng sắp đến. Xem ra phương án thứ nhất không thể thực hiện được, lập tức khởi động phương án dự bị. Minh Bạch Nào đó phiến hải vực phía trên Tướng quân, vừa mới đảo Galuna truyền đến tin tức, phương án thứ nhất thất bại, muốn lập tức khởi động phương án dự bị. Nghe được sau lưng âm thanh, đứng tại đầu tàu thanh niên tóc vàng thu hồi viễn hải bên trong ánh mắt, cất bước hướng đi thân tàu trung bộ phòng hạm trưởng. Sử vượng, lập tức mệnh lệnh hạm đội thứ hai trở về, phối hợp A-sơ đại nhân hoàn thành A kế hoạch. Thuộc hạ tuân mệnh. Da đen cao gầy mỹ nữ rời đi sau đó, tướng quân trẻ tuổi lại hạ mệnh lệnh thứ hai. Cabri, ngươi xuất lĩnh bản bộ nhân mã đi trước một bước, thông tri Sili tướng quân khởi động P kế hoạch. Là Đông, mệnh lệnh bản bộ hạm đội tăng tốc tốc độ, cần phải tại số 15 phía trước đuổi tới chỉ định hải vực. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đợi cho ba vị bộ hạ đắc lực toàn bộ rời đi, thanh niên tóc vàng đem phòng hạm trưởng bên trong tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, đồng thời từ nội bộ tướng môn cửa sổ hoàn toàn phong bế. Số 1, một, một số vật gì đó có tin tức không? Đã tìm được một chút dấu vết, nhưng mà chưa nhận được tin tức xác thật. Thời gian sắp không còn kịp rồi, ngươi cần phải tăng thêm sức A. Ta minh bạch. Chương 596, đế nữ nên chiến tổ ba người. Oanh. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, chanh hồng hỏa diễm cuốn lấy cùng loạn ngược gió hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hưu. Chanh hồng hỏa diễm chưa hoàn toàn tiêu tan, mấy đạo băng bạch tàn ảnh vạch phá màn khói, trực tiếp xông về phía đang không ngừng hạ xuống hỏa long. A. Cơm rồi. Theo bản năng, hỏa long chuẩn bị la lên lão hỏa kế giúp mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm, nhưng mà lời đến một nửa đột nhiên đổi thành xì mắng theo sát lấy nát su cắn răng trừng mắt đem chính mình toàn thân trên dưới tất cả sức mạnh chen lấn sạch sẽ cuối cùng đem thân thể của mình hướng về phía sau xê dịch một khoảng cách hiểm lại càng hiểm mà tránh đi tới người công kích đông không đợi hỏa long thở một ngụm, một đạo băng bạch cự quyền từ trên trời giáng xuống bất thiên bất ý đập vào hỏa long eo bên trên a à. ầm ầm giữa tiếng kêu gào thê thảm băng bạch cự cầu nện vào trong lòng đất gây nên đầy trời bụi mù hô hô bình ổn ở hơi tán loạn hơi thở linh đế nhìn qua phía dưới cột khói cảm thán nói không nghĩ tới vậy mà sao cách lôi tên kia còn khó dây hơn bất quá hết thảy đều kết thúc oanh cột khói bên trong đột nhiên bột phát ra nóng rực sóng lửa nhưng mà ngay tại linh đế chuẩn bị ứng đối thời điểm sóng lửa đột nhiên tiêu thất hết thảy quay về bình tĩnh hô thực sự là bằng không thì người bất lo a à. cảm khái âm thanh rơi xuống sau đó linh đế đại nhân tiếp tục chính mình biến mất hành trình mà trong hố sâu hỏa long thì lộ ra một nụ cười vui mừng khắc thực sự là đã nghiền lớn băng đồ lót sau băng đồ lót tên kia mạnh hơn nhiều. T đau đau đau, khóe miệng co giật lấy, hỏa long như trút được gánh nặng nhắm mắt lại, theo sát lấy trong hầm truyền đến vang dội tiếng ấy. Hô hô, hô hô, Natsu tiểu tử này, thực sự là nhìn qua Aso đại nhân trên mặt biểu lộ quá dị, đối diện Tatsu đi không hiểu hỏi Aso đại nhân, Natsu thế nào? Ha ha, cười khổ một tiếng. Acer đem chính mình kháng đến một màn kia giảng thuật ra. Tiểu tử này thần kinh tuyến cũng quá lớn cái A. Tính toán, thời gian sắp tới, nhanh chóng thi hành kế hoạch A. ân Gật đầu đáp lại sau đó, hai người một trước một sau rời đi hang động dưới lòng đất. Phi. Đem trong mồm cây cỏ phun ra ngoài sau đó, yêu tinh nữ vương cả khuôn mặt đều tối xuống. Đây là nơi quái quỷ gì, như thế nào khắp nơi đều dán dấp giống nhau. Đại kiêu, thay đổi nhỏ đổi, không phải đảo Galuna dán dấp giống nhau mà là nhà các ngươi dân mù đường ghen bạo phát. Bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng yêu tinh nữ vương cùng hỏa long một dạng, tìm một cái bằng phẳng tảng đá lớn một nằm bắt đầu hô hô. Ngạch, nhắm mắt dưỡng thần. Ngưng đi tới. Đang tại liều mạng bơi chèo đám hải tặc nghe được đạo mệnh lệnh này, nhao nhao sững sờ tại chỗ. Đại. Đại tỷ đại, ngài. Ngài vừa mới nói cái gì, mộng bức thuyền trưởng hải tặc. Ân. Cảm nhận được trong không khí truyền đến hàng ý, thuyền trưởng hải tặc toàn thân trên dưới không tự chủ được trùng mình một cái. Ngươi có ý kiến? Căng thẳng cơ thể muốn kích phát thuyền trưởng hải tặc bản năng, để cho hắn nói ra trong lòng tồn lấy hai chữ kia, nhưng mà đang hiếu kỳ cùng tính mệnh nhắc nhở phía dưới, hắn cưỡng ép nhấn xuống sợ hãi, trung giọng hỏi, đại tỷ đại, ta không phải là ý tứ kia, ngài. Ngài không phải nói muốn lập tức chạy tới đảo Galuna sao, như thế nào? Như thế nào đột nhiên lại để chúng ta dừng lại a? À? Mặc dù rất muốn đem cái này liên lụy mình gia hỏa đập choáng cưỡng ép kéo tới đảo galuna tham dự chiến đấu nhưng mà nghĩ đến hắn là tiểu e tiểu mê đệ sonia đại tỷ đầu đè xuống nóng nảy trong lòng lạnh lùng đáp đảo galuna tình huống có biến bây giờ muốn ở chỗ này chúng ta đợi viện quân đến tiếp đó cùng nhau lên đảo cứ việc không thấy đại tỷ đại ra tay nhưng mà căn cứ đại tỷ đầu mặt đối với đối phương lúc biểu lộ thuyền trưởng hải tặc trong lòng minh bạch thực lực của đối phương tuyệt không phải mình có thể tưởng tượng cho nên nghe tới viện quân hai chữ sau đó hắn đối với đi tới đảo galuna kháng cự tâm lý nghiêm trọng hơn cái kia. Cái này. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đón đại tỷ đại ánh mắt lạnh như băng, thuyền trưởng hải tặc không dám chần chờ, đem trong lòng mình dự định nói ra. Đại tỷ đại, chúng ta có thể hay không không đi đảo Galuna A? Như thế nào? Ngươi sợ? Ừ. Nhìn thấy hải tặc các tiểu đệ không ngừng gật động đầu người, Sonia đại tỷ đầu đội lên đầy đầu hắc tuyến nói, đã các ngươi sợ hãi như vậy. Ngay tại hải tặc các tiểu đệ cho là sự tình xuất hiện chuyển cơ thời điểm, mái tóc xù thiếu nữ lại đem bọn hắn đẩy vào không đáy trong hố lửa. đến lúc đó, các ngươi ở tại trên thuyền liền tốt, không cần đến đăng lục. phù phù. bọn hải tặc nhau nhau cười ngất trên mặt đất, liền cục bùn phía trên mặt đỏ trứng đều đi theo rung lên ba lần. ác ma chi thôn. nhìn qua đấu đá mà đến mây đen to lớn, thôn dân bên trong vang lên kinh ngạc thanh âm. cái cái kia đến tụt cùng là cái gì? thật lớn một đám mây, không phải là muốn mưa như thác đổ đi. y phục của ta còn không thu. Lần này phiền toái. Ai nha, ta phơi cây lúa cũng không thu đâu, không được. Ta phải nhanh chóng trở về một chuyến. Ai? Chờ ta một chút, mọi người cùng nhau a. À. Nhìn qua bôn tẩu khắp nơi thôn dân, tinh bột viên thuốc không nói chửi bậy, những người này thần kinh cũng quá lớn cái a. À. Đại Kiêu, tiểu muội muội, ngươi ở đâu ra sức mạnh nói câu nói này? Tính toán, ngươi về sau sẽ thích ứng. Kinh nghiệm phong phú Lucy. Ừ, Happy. Ngay tại phía dưới đám người bốn phía hối hả thời điểm, phía trên trong mây đen tung xuống một đại đoàn không rõ chất lỏng tất cả mọi người nhanh chóng trở về ân đối với tinh bột viên thuốc cũng không hiểu rõ thôn dân tại chỗ sửng sốt mấy giây cũng chính là cái này vài giây đồng hồ dẫn đến bọn hắn cũng không còn né tránh cơ hội suy suy sát qua không rõ chất lỏng cây cối nham thạch nhao nhao bốc lên từng trận khói trắng dần dần tan rã không thấy băng chi tạo hình mái vòm ông ngay tại không rõ chất lỏng sắp rơi xuống trên người thôn dân thời điểm như chung bạc quát lạnh tiếng vang lên theo sát lấy trên bầu trời xuất hiện một tầng băng bạch sắc hình cung mái vòng xoẹt xoẹt nhìn qua bay lên màu trắng hơi nước mây đen to lớn bên trong truyền đến mấy đạo sợ hãi tháng phục vẫn còn có ma đạo sĩ du tạp tại sao có thể dạng này nhân gia sẽ mất đi linh đế đại nhân thích nha kiết lỵ đã sớm nói là lãng phí thời gian hai người các ngươi chính là không chịu nghe nổi giận Tobi. kiết lỵ đại nhân bây giờ nên làm gì thu hồi chính mình nâng ở ngực ngọc trưởng màu đen váy dài tiểu la lị trách trời thương dân nói tất nhiên độc độc quả tương bị chặn chúng ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi dù sao cái này cũng là thích a à. lặng lẽ thu hồi trên thái dương hắc tuyến xanh biết đám mây dừng thân sau động cơ tùy ý cơ thể hướng về phía dưới đập tới không không xong cái cái kia đám mây nện xuống tới màu đỏ ác ma tráng hán ngẩng đầu nhìn lướt qua nhanh chóng giảm xuống bóng tối tinh bột viên thuốc lớn tiếng quát lên happy hưu màu lam tàn ảnh lóe lên, tiếp đó tinh bột viên thuốc liền biến mất ở tại chỗ. Ký ức tạo hình, hỏa long pháo. Trống. Theo tinh bột viên ma lực vận chuyển, một đầu cường tráng hỏa long vô căn cứ mà sinh, trực tiếp thẳng hướng tin tức ở dưới mây đen đỉnh đi lên. Phốc. Phát giác được phía dưới nguy cơ, xanh biết cự thử miệng đột nhiên nâng lên, theo sát lấy một đạo màu xanh nâu cột nước phun ra đi. Xuy suy. Hỏa long cùng trong cột nước đường gặp nhau, song song tiêu thất, chỉ để lại đầy trời gây mũi hơi nước, cây con mắt cái chủng loại kia hút một chút. Dùng sức hít thở hai cái, lệ rơi đầy mặt tinh bột viên thuốc quay đầu hỏi, Happy, ngươi không sao chứ? A à, y tắc, lệ rơi đầy mặt, mang theo tiếng khóc nức nở Happy. Cố nén rơi lệ không ngừng đau đớn, Kha nhĩ nít khắc lần nữa huy động lên hai tay. Hèn hạ lớn chuột chuột, ta muốn đem ngươi đông lạnh thành cạn bã. Băng chi tạo hình, băng sương tiểu cô, vốn là chiêu này kêu là làm băng sương cự long, nhưng mà tinh bột viên thuốc lựa chọn mục tiêu là địch thần bộ, cho nên. Ha ha, các ngươi biết được, trong lúc chốc lát kia một cái người mặc băng lam nát váy hoa băng tinh mỹ thiếu nữ xuất hiện trên không trung kỳ lạ chính là thiếu nữ này rất có thần vận tựa như người sống đồng dạng đang hướng hướng đỉnh đầu chuột bự phía trước nàng vậy mà quay đầu hướng về phía tinh bột viên thuốc lộ ra khen ngợi nở nụ cười tiểu cô cái này chỉ hỏng chuột chuột khi dễ ta muốn giúp ta báo thù a à. ngay tại happy cùng với phía dưới đám người cảm giác tinh bột viên thuốc trí thông minh thiếu phí thời điểm phía trên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng biết sau khiết tri ca mau tránh ra kiết lỵ tiếng nói vừa ra hình như băng ngọc nát váy hoa mỹ thiếu nữ đã xuất hiện tại bên người của bọn hắn không được a à, tại ta đem các ngươi biến thành băng điêu phía trước là không thể rời đi a à. băng điêu vậy mà nói chuyện lông tơ đảo thụ toby không thể tưởng tượng nổi thực sự là không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc du tạp băng mỹ nhân tựa như không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn biến hóa không nhanh không chậm nâng lên tay phải của mình băng hơi thở trăng rắc trăng rắc không khí ngưng kết âm thanh không ngừng truyền ra xanh bíp chuột bự không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bị phong đông lạnh hướng về phía dưới đập tới a à, lại có thể trung hòa đi ma pháp của ta thật thú vị đáng tiếc đã đến giờ bằng không nhất định cùng các ngươi thật tốt chơi chơi hoa lạp âm thanh linh hoạt kỳ ảo biến mất sát na băng ngọc mỹ nhân dần dần tiêu tan nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất thiếu điều a à. thở hồng hộc du tạp gia hỏa này thật là khủng khiếp a à. lông tơ chưa rơi xuống tobi không thể kéo dài nữa, phải mau giải quyết đi cái kia tiểu hoa nhi. Nghe được sau lưng truyền đến lời nói, du tạp mở miệng hỏi, Khiết lị, ngươi không khống chế được cái kia tiểu cô nương ma pháp sao? Đầu tiên là thở dài, tiếp đó váy đen tiểu la lị không hiểu nói, mặc dù tiểu gia hỏa này sử dụng chính là sử ma loại ma pháp, nhưng mà không biết vì cái gì, ta căn bản là không có cách khống chế. Nếu đã như thế, nàng giao cho ta tới đối phó, các ngươi quanh co đến trong thôn, giải quyết đi những thôn dân kia. Hảo! Khiết lỵ. Ngao ô, Toby. Đợi cho hai người trở lại hoàn tất, Du Tạp đột nhiên đạp mạnh dưới chân băng điêu, hóa làm một khỏa cao tốc đạn pháo phóng tới chào đón tinh bột viên thuốc, mà váy đen la lị cùng tóc vàng cẩu cẩu thì mượn nhờ băng điêu yểm hộ, hướng về phía dưới trong thôn đi đến. Chương 597, trưởng công chúa Giá Lâm. Ba động. Tiếp cận nghịch sông tinh bột viên thuốc sau đó, Du Tạp không dám kinh thường, lập tức vận dụng bản lĩnh cuối cùng. Hừ. Coi như không có tiểu cô, ta cũng có thể đem ngươi đông lạnh thành cạn bã dứt lời tinh bột viên sau lưng hiện lên vô số hồ lam quang hoa bốn phía còn phiêu động từng mảnh bông tuyết băng tuyệt màn mưa thiên thu châm hải vù vù vô số băng lam châm dài đón du tạp mặt phóng tới ba động liên hồ sống chết trước mắt du tạp đem ma lực của mình nghiền ép đến cực hạn thế là trong đầu hắn truyền đến một đạo pha lê tiếng vỡ vụn theo sát lấy liền vô ý thức sử xuất chiêu số mới đông đúc châm màn bị hợp thành cung mặt hoa sen hình ba động thôn vệ nhưng mà bản thân cũng đạt tới cực hạn dần dần biến mất trên không trung. Hừ. Luân gia nhất định muốn đem ngươi đông lạnh thành cạn bã. Nghe được tin bột viên quyết chiến lời thề, du tạp theo bản năng hướng về khía cạnh chùm một khoảng cách, nhưng mà ra hắn dự liệu là, đối phương cũng không có phát động đại chiêu, mà là từ trong ngực móc ra một khối trưởng thành đầu lớn tiểu nhân băng cầu gặm. Kết suy. Kết suy. Nhìn thấy một hình ảnh này, trầm ổn như du tạp đều không chịu nổi, thế là hắn khí rống rống mà hô, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta à? Hừ. Cắn chết, nếu là không tôn trọng ngươi, ta cũng không cần gặm thứ này. Nghe được mơ hồ không rõ giảng giải, thiếu niên tóc xanh càng thêm không chịu nổi. A. À. Ba động pháo trùng. Hư. Hai ba lần nuốt luôn sạch sẽ trong tay băng lam viên cầu, tinh bột viên thuốc không tránh không né, dùng sức hút vào trước người không khí. Băng long gào thét. Hư. Oanh. Hai chùm sáng nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng ở giữa không trung chạm vào nhau. Mặc dù du tạp ma lực so tinh bột viên thuốc phong phú, nhưng mà tinh bột viên ma lực càng thêm tinh thuần, sử dụng ma pháp cũng so du tạp càng thêm lợi hại, cho nên hai chùm sáng so đấu trung tiểu phấn viên băng sương cột sáng hơn một chút. Xuy. Phốc phốc. Bị băng lam cột sáng đánh trúng ngực sau đó, du tạp phun màu đỏ băng tinh tiến đụng vào phía dưới trong rừng. a à. Vậy mà không có đông lạnh thành trạng bã. Đang lúc tinh bột viên thuốc chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm Happy phát hiện mới ngăn cản cước bộ của nàng. Cầu cầu, ngươi nhìn. Theo lam mèo chỉ thị phương hướng nhìn lại, tinh bột viên mặt trong nháy mắt nhăn nhó. Đáng giận. Bọn gia hỏa này lại dám gạt Luân Gia, Luân Gia muốn đem bọn hắn đốt thành cạn bã. Cái kia. Cầu cầu, vì sao ngươi nhất định muốn đem bọn hắn biến thành cạn bã a? Nghe được Lam Mèo chửi bậy, tinh bột viên thuốc ngẩng đầu lên nói, bởi vì sơ lão sư nói, tất cả người xấu cũng là cạn bã, cho nên muốn đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Oa oa oa. Đợi cho trên bầu trời quả đen đội ngũ bay qua sau đó, bị vô số đạo hắc tuyến bao phủ Happy cảm khái nói, cầu cầu, người có thế bình an đã lớn như vậy thực sự là không dễ dàng a à. cũng còn tốt rồi chính là hách lạp địch đại thúc đám thần kia trải qua đại điều gia hỏa tương đối khó làm mặc dù đối với o đế quốc những người khác không quá quen thuộc nhưng mà tinh bột viên thần kinh thô trình độ happy vẫn hiểu nghe được nàng nói hách lạp địch thần kinh thô lam mèo đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia không có đầu óc phát nhiệt đi theo đối phương đi o đế quốc quá sáng suốt a à nha mèo mèo đừng nói những thứ này mau trở lại thôn bằng không thì kim mềm mềm cùng đỏ rực bọn hắn liền muốn xảy ra chuyện Ta y tắc. Lịch sử vượng đại nhân, nhiều nhất còn một giờ nữa chúng ta liền có thể đến đảo Galuna. Không được. Một giờ quá dài, gia tốc, cần phải trong vòng nửa giờ đuổi tới. Tuân mệnh. Bộ hạ rời đi về sau, cặp đùi đẹp sử đỉnh lông mày dần dần thư giãn, nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, mang đến hít sâu thời điểm, trước người bong thuyền bỗng nhiên hiện lên vô số chói mắt ngân huy. Bảo vệ đại nhân. Trong lúc chốc lát kia, thủ hộ tại cặp đùi đẹp làm cho sau lưng sĩ quan cùng binh sĩ toàn bộ đều dâng lên. Quy, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không biết tổn thương tiểu thỏ thỏ. Nghe được tiểu thỏ thỏ ba chữ, cặp đùi đẹp làm cho trong nháy mắt nghĩ tới một vị nào đó đại lão, vội vàng mệnh lệnh bộ hạ lui ra phía sau. Cộc cộc. Mọi người ở đây tản ra sát na, một đôi thẳng đôi chân dài xuất hiện tại ngân bạch vòng sáng ngoại vi. Ti chức gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Nhìn một gối quỳ xuống cặp đùi đẹp làm cho, phản ứng lại đám người vội vàng đi theo quỳ xuống thuộc hạ bái kiến trưởng công chúa điện hạ. ai nha? làm gì khách khí như vậy nha, mau dậy. tại điện hạ. mệnh lệnh bộ hạ tất cả quy bản vị sau đó. cặp đùi đẹp làm cho nhỏ giọng hỏi điện hạ, ngài không phải phụ trách thống lĩnh sư đoàn thứ nhất bảo vệ đế đô sao? làm sao sẽ tới đến nơi đây? cụ cụ. Ê lên tẩu. phi. hoàng hậu điện hạ ra lệnh cho ta đến đây thi hành nhiệm vụ, thuận tiện điều tra một chút a à kế hoạch thi hành tình huống, cho nên mới sẽ đi tới nơi này. trưởng công chúa. Ngài sẽ không phải là lén lút chuồng đi đi ra ngoài a. À. Nhìn qua lông xù chất vấn thần sắc, địch thần bộ sau đầu trong nháy mắt tuôn ra vài giọt mồ hôi đổ như thác, bất quá trưởng công chúa điện hạ dù sao cũng là kẻ tái phạm, cho nên cũng không có biểu hiện ra sơ hở gì. Tiểu Thỏ Thỏ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, trí tưởng tượng của ngươi trở nên tuyệt như vậy. Trưởng công chúa điện hạ, ngài tay phải ngón áp út run rẩy. Nghe nói như thế, địch thần bộ sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống đồng thời nàng ở trong lòng thân thiết thăm hỏi hơ cả nhà, lúc này thân ở địa điểm bất đồng hơ ông cháu ba người chỉnh tề mà rùng mình một cái. Hừ. Tiểu thỏ thỏ, ngươi tốt nhất mang ta đi đảo Galuna, bằng không ta liền để các điếp đại thúc đem ngươi điều chỉnh đến bắc bộ hành tỉnh đi. Đối mặt địch thần bộ uy hiếp bờ, à, cặp đùi đẹp làm cho bỗng nhiên muốn cho chính mình hai cái tác, nhưng mà việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhắm mắt chở trên bong khách không mời mà đến hướng chỗ cần đến chạy tới. Ầm ầm. Mới vừa đến di tích ngoại vi, chưa tới kịp thở một ngụm, một quả màu xanh sẫm đạn pháo đụng nát mặt đất rơi đập tại linh đế đại nhân bên chân. Tác ru đi. Linh. Linh đế đại nhân, thật. Thật xin lỗi, địch nhân thực sự quá mạnh mẽ. Nói xong một chữ cuối cùng, tác ru đi nghiêng đầu một cái, ngất đi. Hừ. Còn tưởng rằng linh đế là cái gì khó lường đại nhân vật đâu, thì ra bất quá là một cái chưa dứt sửa tiểu thí hài A. Theo âm thanh nhìn lại, một đạo người mặc linh đế quân đoàn bào phục cao gầy thân ảnh xuất hiện tại trong con mắt hắn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì? Ha ha! Tùy ý cơ thể trang điểm lộng lẫy rung rung một phút 30 giây, cao gầy ma đạo sĩ cười yếu ớt nói, chúng ta thanh toán tiền đặt cọc, đương nhiên muốn tới thu hàng. Cẩn thận tỉ mỉ một phen đối phương, linh đế đại nhân kinh thanh hỏi, nguyệt chi tích là các ngươi cố ý tiết lộ. Bằng không đâu. Trong một chớp mắt, hừng hực nghiệp hỏa đốt lược linh đế đại nhân lồng ngực. Bạch Long. Trống. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong, cao gầy thân ảnh huy động cánh tay vung ra một đạo băng bạch quan kiếm trực tiếp chém về phía đánh tới băng trắng tự long suy mặc dù cùng là băng chi tạo hình nhưng mà băng long lại như là đậu hũ dễ dàng bị băng bạch quan kiếm từ trong cắt thành hai mảnh phốc phốc bất ngờ không đề phòng linh đế bị băng trắng trường kiếm xuyên qua lồng ngực lao chùi mặt trượt ra đi thật xa linh đế chỉ thường thôi dứt lời cao gầy thân ảnh bước đôi chân dài đi tới linh đế thi thể phía trước ngồi xổm người xuống chuẩn bị tinh tế lùng tìm đúng lúc này tai họa sát nách linh đế vỡ vụn đầy đất vô số thủy tinh cầu hoành không xuất hiện đem cao gầy thân ảnh tất cả đường lui phong tỏa bạch long vượng trắng bạch hổ vạn thần quan diệu trong một chớp mắt băng màu trắng cự long viên hầu mảnh hổ chia ra ba đường trực tiếp vọt tới cao gầy thân ảnh đồng thời lơ lửng trên không trung thủy tinh cầu phóng xuất ra vạn đạo cục sáng một mực khóa kính cao gầy thân ảnh ầm ầm mây hình nấm phóng lên trời liền nguyệt thần di tích đều đi theo rung rung. Khụ khụ. Phốc. Chốc lát, bụi mù tiêu tan, phun ra máu tươi cao gầy thân ảnh quỳ một chân nguyệt thần di tích phía trước. Như thế nào, tiểu thí hài thực lực cũng không tệ lắm phải không? Ha ha. Khoan đắc ý, coi như ngươi có thể đánh bại ta, Deliora vẫn như cũ sẽ thuộc về chúng ta. Ân. Ừ. Ngay tại linh đế đại nhân cho là đối phương chuẩn bị ra sức nhất kích, tập trung tinh thần phòng bị thời điểm, đối phương lại trực tiếp sương mù độn mà đi chạy thật đúng là nhanh. Mộng bức Linh Đế. Linh Đế đại nhân, Deliora. Mau đi xem một chút Deliora. Đi qua tác Rudy nhắc nhở, Linh Đế đại nhân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng về di tích dưới đáy bước đi. Kim mềm mềm, đừng sợ, chúng ta trở về. Nghe được trên không nải thanh nải khí, chữ bậy nữ vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà ba giây sau đó, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt. Đại sắc ngưu, nhìn chân. Oanh. Bò, ờ. À đầy mặt mộng bức tiếng gào đau đớn bên trong, Tô Ru bay ra cách xa hơn một trượng, tiếp đó hóa thành vô số kim quang tại chỗ biến mất. Đồ đần, ngươi là nát su bám vào người sao? Nổi giận chửi bậy nữ vương. a, à. đầu này sắc ngưu không phải là đối thủ sao? Mộng bức tin bột viên thuốc. Hắn là tinh linh. Ta tinh linh. Im lặng kim nổi giận Lucy. Ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Nhìn qua đối phương nháy nháy mắt to, Lucy che lấy cái trán thở dài nói ai. Happy, nhanh cho nàng phổ cập một chút tô ru thân phận đợi đã lâu vẫn không có nghe được meo meo âm thanh cảm thấy hiếu kỳ chửi bậy nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía tinh bột viên đỉnh đầu cái kia meo meo lo lắng hỏa hỏa cho nên tiễn ta về nhà tới sau đó liền đi di tích bên kia rơi vào đường cùng lucy cởi xuống bên hông chìa khóa vì tinh bột viên thuốc tinh tế giải thích mà váy đen la lị cùng toby thì thừa dịp cái này đứng không kéo lấy sao khiết truy ca trốn ra thôn a à. nguyên lai đây chính là tinh linh ma phát a ừ ân ừ. đang tại vui mừng gật đầu chửi bậy nữ vương đột nhiên sững sờ tại chỗ bởi vì tay phải của nàng đột nhiên chợt nhẹ vốn có kim loại xúc cảm không biết tung tích mở ra a chồng thủy bình ra qua ri nghe được a qua tên chửi bậy nữ vương bản năng hoa cúc căng thẳng nhưng mà nghĩ đến sử dụng chìa khóa người sắc mặt của nàng lại khôi phục trấn định tiểu muội muội tinh linh ma pháp cũng không phải ta đi cái quỷ gì ân ừ. tiểu nha đầu ngươi là đối với ta bất mãn sao nhìn trước mặt đỉnh lông mày nhíu chặt, vài phút sẽ xé nát mỹ nhân của mình cá, chửi bậy nữ vương vội vàng lắc đầu. Chương 598, thành công bắt được phá hư quy cũ giả. Hữu Hảo cùng chủ nhân sau khi chào hỏi, mỹ nhân ngư quay đầu, mặt mũi tràn đầy gì cười nhìn về phía vuốt vuốt chính mình chìa khóa tinh bột viên thuốc. Cầu cầu, chìa khóa của ta đẹp không? Hướng về phía trước mặt mỹ nhân ngư tỷ tỷ gật đầu một cái, tinh bột viên thuốc hai mắt sáng lên nói, dễ nhìn, thực sự là dễ nhìn. Thế nhưng là một giây sau, tinh bột viên khuôn mặt liền sụp đổ xuống cầu cầu thế nào có phải hay không Lucy tên ngu ngốc này chọc giận ngươi không vui lo lắng đến cực điểm Aquarius vô tội nằm thương Lucy tỷ tỷ không mang theo chơi như vậy ta cái chủ nhân này không cần mặc mũi phạt tại chữ bảy nữ vương lo lắng bất an trong ánh mắt tinh bột viên thuốc lắc đầu sắc mặt sầu khổ nói Ngư Ngư chìa khóa rất xinh đẹp cũng dùng rất tốt nhưng mà Ngư Ngư muốn đi theo Kim Nhuyễn Nhuyễn không thể mỗi ngày gặp mặt vừa mới thở vào Lucy nghe nói như thế một lần nữa đem trái tim thoát lên tới cổ họng bên trên cũng may mỹ nhân ngư mặc dù không tôn trọng nàng, nhưng mà còn nhớ ký kết khế ước, bởi vậy không có tự động đi ăn mán khác, mà là đưa ra một cái điều hòa phương án. Này! Ta coi là chuyện gì chứ, về sau ngươi đem Lucy tên ngu ngốc này mang theo bên người không phải tốt. Xạm mặt lại Lucy, tỷ tỷ, ta là chân nhân bản Lucy, không phải búp bê. Thế nhưng là kim nhuyễn nhuyễn yếu như vậy, có thể chịu đựng được mỗi ngày tiêu hao sao? Phốc phốc! Nào đó mềm mềm trong trái tim cắm nhãn hiệu âm thanh. Không quan hệ, Ta có thể bằng vào ma lực của mình tới, không cần cùng Lucy gia hỏa này thương nghị. Có thật không? Hai mắt một lần nữa sáng lên tinh bột viên thuốc. Đương nhiên. Âu oh gia yeah. hưng phấn mà nhảy nhót chỉ chốc lát, nhớ tới cái gì tinh bột viên thuốc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mỹ nhân ngư. Ngư ngư, ngươi gần nhất nhìn thấy cậu cậu sao? Ta cũng rất lâu chưa từng gặp qua nàng, không biết tên kia chạy nơi nào chơi. Thật là phiền a, à, như vậy thì không có cách nào đấu Long Vương. Điều này cũng đúng. Ân ừ. Nhìn qua ủ rũ che lấy chính mình tiểu tâm tâm Lucy, mỹ nhân ngư con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đúng, chúng ta có thể để Lucy thay thế tiểu cẩu cẩu, như vậy thì có thể đấu long vương. Nhìn lướt qua bao phủ ở trong bóng tối chửi bậy nữ vương, tinh bột viên thuốc không có bất kỳ cái gì che lấp, trực tiếp nghi ngờ nói, Kim Nguyễn Nguyễn trí thông minh thảm như vậy, nàng có thể minh bạch quy tắc sao? Phốc phốc. Kế nhược sau đó, trí thông minh kiếm phí nhãn hiệu cũng cắm vào chửi bậy nữ vương ngực, cái này nàng nhưng là không nhịn được. Hai người cắt ngươi đủ ta có thảm như vậy sao? Lẫn nhau liếc nhau một cái, tinh bột viên thuốc cùng mỹ nhân cá không nói gì, chỉ là đem trên người mình chứa đựng uy thế tiết lộ một chút xíu, tiếp đó vĩnh bất phi nô Lucy liền nằm ở trên mặt đất, ngạch. Miệng sùi bọc mép cái chủng loại kia. Cầu cầu, ngươi không trong hoàng cung đợi, làm sao chạy đến như thế cái địa phương quỷ quái a? À? Theo ngư ngư ánh mắt băng khoăn một vòng, tinh bột viên thuốc lúc này mới phát hiện lúc đầu thôn đã biến thành bãi rác, lạnh lùng sừng sừng nhóm cũng không biết đi nơi nào. Kim Nguyễn Nguyễn, làm sao lại còn lại một mình ngươi, sừng sừng nhóm đâu. Ô ô, cô cô cô. Hoa hoa hoa. Nghe Kim nhuyễn Nguyễn bong bóng ngữ, tinh bột viên trên trán tuôn ra vô số dấu chấm hỏi. Ngư ngư, nàng đang nói cái gì? Bá. Một cái cầm lên chửi bậy nữ vương, mỹ nhân ngư đem trong tay phải ngân sắc bình nước khẽ nghiêng. Hoa lạp. Ô. cụ khụ. Một hồi ho khang sau đó, Kim nhuyễn Nguyễn trong miệng bong bóng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hai hàng không công sáng lên răng nhà. Tiểu nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Khụ khụ. Nhã sạch sẽ trong mồm nước lạnh, chửi bậy nữ vương tội nghiệp nói, tiểu tỷ tỷ, ta trí thông minh có thể, xin các ngươi nhất định phải làm cho ta gia nhập vào đấu long vương. Mỹ nhân ngư không nói gì thêm, chỉ là đưa mắt nhìn sang tinh bột viên thuốc. Tốt a, à, liền mang theo kim nhuyễn nhuyễn chơi thích hơn, bất quá bây giờ không thể, phải chờ tới xử lý xong đảo Galuna sự tình mới được. Sau khi nói xong, tinh bột viên thuốc đột nhiên phát hiện chủ đề đi chệch, thế là hắn giọng một cái, một lần nữa hỏi, Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi còn chưa nói sừng sừng nhóm đi nơi nào đâu. Nghe được ra hỏi, đang tại chỉnh lý tóc chữa bậy nữ vương lập tức dừng lại trong tay động tác, yếu ớt giải thích nói, vừa mới ngươi cùng Happy rời đi về sau, có hai tên gia hỏa xông vào thôn, sử dụng trước đây loại kia mức hoa quả phá hủy thôn, xuất phát từ an toàn ta đem các thôn dân sơ tán đến phía sau núi vật liệu gỗ nhà máy. Ân. Ừ. Theo tin bột viên thuốc lâm vào trầm tư, toàn thôn lâm vào trong an tĩnh tuyệt đối. Ngư ngư, ngươi đem kim nhuyễn Nguyễn mang đến phía sau núi, bảo hộ sừng sừng cùng băng băng an toàn, ta đi tìm hỏa hỏa cùng meo meo. Được rồi. Dứt lời, hai đạo lưu quan hướng về phương hướng khác nhau bay đi, chỉ để lại mảng thiên tinh thần cùng đen như mực màn đêm. Sáng sớm hôm sau, đảo Galuna đông bắc bộ, nào đó phiến rừng rậm. Ngửi ngửi. Mũi thở nhẹ nhàng mất mấy hai cái, nằm ở trên tảng đá lớn màu ửng đỏ bỗng nhiên bắn lên. Lên ti bánh gato. Không đúng, happy hương vị. Xác định mùi vị trong không khí sau đó, màu ửng đỏ trên thân sáng lên chói mắt hào quang màu đỏ tiếp đó toàn bộ khôi giáp yêu tinh nữ vương đứng sững ở trên tảng đá lớn ở bên kia khóa chặt nguồn của mùi sau đó yêu tinh nữ vương tung ra áo giáp phía sau cánh chim màu đen trực tiếp đuổi tới nát su gia hỏa này đến tột cùng chạy đi đâu phiền muộn đến cực điểm tả oán xong happy liền chuẩn bị trở về thôn kiểm tra một chút chính mình cộng tác có hay không trở về đúng lúc này một cái cực lớn bóng tối cuốn lấy vừa dày vừa nặng uy áp cùng hàng ý đem hắn hoàn toàn bao phủ đi vào a liệt nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt happy toàn thân trên dưới lông tóc vụt một tiếng dựng lên hai con mắt cũng biến thành tròn vo sinh vật đơn tế bào hốc mắt nhấp nhô càng không ngừng loại kia hưu minh bạch tự thân tình cảnh sau happy không có chút gì do dự tùy tiện chọn một phương hướng bay đi nhưng mà cuối cùng chậm một bước ba đại khái bay khỏi 4-5 mét khoảng cách một cây co rút lại màu lam lò so đem lam miêu kéo trở về happy ngươi muốn đi nơi nào a à? cảm nhận được trên đỉnh đầu cặp kia trong mắt phượng ửng đỏ tia sáng Lam Miêu trong nháy mắt biến thành quả cầu da xì hơi, mềm hoặc mà rơi xuống. Giả chết là không có ích lợi gì. Nhìn ngang trước mặt má ngọc, Happy đem chính mình hai cái mượt mà trảo trảo ôm ở cùng một chỗ, trên dưới rung rung không ngừng. Eo gia đại nhân, chuyện này cùng ta không có đóng, là Nát cùng Lucy cưỡng ép dẫn ta tới. Nát hừ. Hố mèo, rõ ràng là ngươi chọn nhiệm vụ. Lucy, động vật họ mèo, ngươi thật là đi, ta phục rồi. Lập tức mang ta đi tìm bọn hắn. Ai tắc hữu khí vô lực happy phía sau núi công việc trên lâm trường hô không khí thực sự là mới mẻ a à. biểu đạt xong cảm thái chữ bậy nữ vương cất bước đi đến công việc trên lâm trường bên ngoài một chỗ trên sườn núi hướng về phía ngoài bóng rừng tiểu đạo phóng tầm mắt tới Nát su chậm chạp không có trở về happy cũng không biết chạy tới nơi nào ai vậy phải làm sao bây giờ a à? đông vừa mới xoay người một vùng tâm tối bao phủ lại lucy toàn bộ thế giới theo sát lấy một cổ cứng rắn xúc cảm thông qua da đầu truyền đến trong chửi bậy nữ vương thần kinh nguyên quá cứng lui về sau mấy bước lucy ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại eo da eo da dưới sự kinh hoảng chửi bậy nữ vương vô ý thức lùi lại mấy bước lúc này bị kéo tại một bên màu lam sinh vật phù du xông vào con ngươi của nàng trong lúc chốc lát kia trong đầu đủ loại nghi vấn tiêu tan không còn một mống thay vào đó là tràn đầy e ngại cái kia eo da eo da ngươi Nghe Happy nói, là ngươi để cho hắn trộm ép cấp ủy thác, sau đó cùng nát cùng một chỗ đem hắn buộc tới ở đây. Nghe được màu ửng đỏ chất vấn, chữ bậy nữ vương cảm giác mình bị mấy đạo kinh lôi đập vào trên đầu, đem nàng điện kinh ngạc, khói xanh phân tán bốn phía. A, à. So. Cùng đám người kia cùng một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy, eo gia đối với mấy tên này tính cách không thế quen thuộc hơn được, cho nên nàng đã sớm đoán được sự tình đại khái. Bây giờ thấy chữ bậy nữ vương biểu lộ, nàng trong nháy mắt rõ ràng chính mình đã đoán đúng có chuyện gì chờ về công hội hướng hội trưởng giảng giải a nghe nói như thế con mèo cùng chữ bậy nữ vương toàn bộ đều biến thành một đoàn đống bùn nhão hoa lạp đúng lúc này cách đó không xa một đỉnh lều vải bị xốc lên đi ra một người mặc băng vải tê sớt thiếu niên tóc đen ân hừ thoải mái dễ chịu hừ một tiếng giọng mũi thiếu niên tóc đen bắt đầu hoạt động tay chân thay đổi giữa cổ màu ửng đỏ tiếng đụng vào trong mắt của hắn Trắc. sai chỗ xương cổ truyền đến kịch liệt đau nhức này mới khiến thiếu niên tóc đen phát hiện mình dùng sức quá mạnh Hư. So với lam mèo cùng chữa bậy nữ vương, thiếu niên tóc đen đối với màu ửng đỏ uy áp miễn dịch năng lực càng mạnh hơn, đồng thời càng rõ ràng hơn đối phương uy lực, bởi vậy hắn không chần chờ chút nào xoay người liền chạy. Thiên luân hỗn loạn chi kiếm. Vù vù. Mấy đạo ngân bạch ánh sáng trượt lên đường vòng cung vượt qua băng quần lót đỉnh đầu, cản lại hắn bước chân tiến tới. Ngãi! Ngãi! Nhìn qua máy móc chuyển qua đầu băng đồ lót, màu ửng đỏ không hề nói gì, trực tiếp đem một bó dây thừng vứt xuống trước mặt hắn. Ai, thở dài, cách lôi đem dây thường buộc một cái khôi giáp kết, tiếp đó tự động đụng đi vào. Như thế nào chỉ có ba người các ngươi, Natsu tên ngốc đó đâu. Ai à, tắc, nát hôm qua bị tinh bột viên thuốc gọi đi hỗ trợ, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Tinh bột cầu cũng tới. Kinh ngạc eo gia. Ừ, chỉnh tề gật đầu ba người. Tiểu khả ái là theo chân Aser đại nhân cùng tới, giống như có chuyện gì phải xử lý, cách lôi. Nghe nói như thế, eo gia nhíu mày trầm tư phút chốc, tiếp đó đem ba người lôi vào phía trước cách lôi ngây ngô cái kia lều vải. Đảo Galuna ngoại hải. Ô! Đột nhiên ép tới gần tiếng kèn đánh thức nằm ở bông thuyền phơi nắng bọn hải tặc. Gì tình huống? Không biết a. À. Lão nhị, nhanh đi xem xét. Nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh, lão nhị không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức theo thang dây bò lên trên cột buồm đỉnh. Này! Đây là... Kinh ngạc phía dưới, lão nhị thân thể mất thăng bằng, từ cột buồn đỉnh cắm ra ngoài. Lão nhị. Nhị ca. Hô. Mọi người ở đây cho là lão nhị chắc chắn phải chết, lớn tiếng kinh hô lúc, một cơn gió màu xanh lá trống rỗng xuất hiện, đem lão nhị vững vàng nâng, đưa đến trên bông thuyền. Không phải liền là tới một chi hạm đội, cần thiết hay không? Chương 599, đánh nát mặt trăng. Nghe được trong khoang thuyền truyền ra âm thanh, té xỉu trên đất trên bản bọn hải tặc thấp giọng chửi bậy, tỷ tỷ, đây chính là một chi võ trang đầy đủ hạm đội, vài phút có thể đem chúng ta biến thành tro bụi tồn tại, chúng ta không sợ được không? Cộc cộc, cộc cộc. Theo trong khoang thuyền người đi tới, bọn hải tặc tâm vừa mới yên ổn một chút, nhưng mà theo hôn mê lão nhị được cứu tỉnh, cổ này lòng tin lại biến mất không thấy. Các huynh đệ, chạy mau, đối diện là o hạm đội của đế quốc. O. O. Ta đi. Các huynh đệ, tiểu đệ ta không bồi. Phù phù. Dứt lời, tên này hải tặc quay người nhảy xuống bông tàu, và vào sóng biển bên trong. Các. Các huynh đệ, ta. Ta cũng muốn đi. Đi rồi đi rồi. Lão đại, thật xin lỗi, chúng ta không muốn chết a. À. Nghe được các huynh đệ rưng rưng cáo biệt, thuyền trưởng Hải Tặc Lệ rơi đầy mặt gật đầu một cái, tiếp đó cũng hướng về bên ngoài vách khoang đi đến. Các ngươi làm gì, đều cho lão nương trở về. Mặc dù Sonia uy nghiêm vẫn như cũ, nhưng mà bọn hải tặc toàn thân trên dưới rùng mình một cái, sau đó tiếp tục chính mình nhảy thuyền đại nghiệp. Ai? Im lặng thở dài, lắc đầu đồng thời, mái tóc xù thiếu nữ bất đắc dĩ vung ra mấy cái màu xanh trắng xiền xích công chúng hải tặc cố định tại chỗ ô ô đúng lúc này vang dội tiếng kèn đạp gió rẽ sóng mà đến một giây sau một chi đội ngũ chỉnh tề màu lam hạm đội hàng ngang tại thuyền hải tặc phía trước xong lần này chết chắc ai đại tỷ đầu chúng ta không thể đuổi nữa theo ngài đang lúc bọn hải tặc chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm đối diện hạm đội bên trên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng sonia đã lâu không gặp không nghĩ tới thân hình của ngươi biến tốt như vậy địch phỉ nhã lăng Sắc Lan chết tiệt, cả ngày liền biết thèm nhân gia thân thể. Ha ha, ha ha. Đông, Chung bạc âm thanh bên trong, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh vượt qua mặt biển, rơi xuống tại thuyền hải tặc bong thuyền. Tiểu mỹ nhân, ngươi đây là đang làm gì a? À? Đối mặt dáng tới lưu manh mỹ thiếu nữ, mái tóc xù thiếu nữ tức giận nói, hừ. Còn nói sao? Nếu không phải là các ngươi không chào hỏi liền xông tới, các tiểu đệ của ta có thể sợ đến như vậy sao? Nghe được mái tóc xù thiếu nữ lưu manh mỹ thiếu nữ bày ra một bộ lã chả trực khóc thần thái tiểu mỹ nhân không nghĩ tới ngươi vậy mà sa đọa tới mức này không giúp đỡ liền lui ra ta còn muốn cứu người đâu tốt 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 ta giúp ngươi cứu người chính là đem trên bông đối thoại thu vào trong tay sau đó bọn hải tặc nhóm trong lòng lật lên kinh thiên sóng lớn chỉ có điều tầng này tâm lãng bên trong không có sợ hãi có chỉ là kinh ngạc cùng mừng rỡ tiểu mỹ nhân lấy thực lực của ngươi và sắc đẹp muốn làm một đầu cự hạm còn không dễ dàng như thế nào chọn lấy như thế một chiếc rách rưới a lệ rơi đầy mặt thuyền trưởng hải tặc ô ô các ngươi là đại lão các ngươi thói xấu lão đã kích ta tên quỷ nghèo này làm gì thuyền cùng người đều không phải là ta ta chỉ là thay người khác chiếu kháng mà thôi eo gia ân ừ. nhận được chính xác trả lời chắc chắn nữ lưu manh phàn nàng nói eo gia gia hỏa này thẩm mỹ càng ngày càng kém xem ra cần phải tìm một cơ hội thật tốt dạy dỗ một chút mới được bọn hải tặc nữ lưu manh ngươi thật là thói xấu muốn điều giáo eo da hừ hừ thực lực của ngươi đủ sao nhớ tới ở xa ở ngoài mấy nàng dặm màu ửng đỏ nữ lưu manh trong nháy mắt đem đầu dao động trở thành trống lúc lắc t thôi được rồi ta cũng không muốn bị đánh sonia đương nhiên biết nữ lưu manh đang sợ cái gì cho nên nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng mà bọn hải tặc nhưng là không biết cho nên khóe miệng của bọn hắn phủ lên tiêu tan độ công nữ lưu manh ngươi mang theo nhiều người như vậy đi ra cũng không phải là vì cùng ta tán gẫu a đi qua Sonia nhắc nhở, nữ lưu manh lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này. Ai nha? Ngươi không nói ta cũng quên, nhà ta tin bột viên thuốc còn ở trước đó phương trên hải đảo đâu. Đột nhiên xoay người, nữ lưu manh hướng về phía hạm đội hô, thay đổi phương hướng, tiến quân đảo Galuna. Công chúa Điện Hạ cùng Sonia đại nhân diễn kỹ càng ngày càng tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, lịch sử vượng ngồi dậy hình, hướng về phòng hạm trưởng đi đến. Tiểu Mỹ Nhân, ta cũng đi cứu đại chất nữ, bye bye đừng có gấp tạm biệt, chúng ta tiện đường. Ân. Tại nữ lưu manh trong ánh mắt kinh ngạc, Sonia đại tỷ đầu giọng bình thản giải thích nói, nhà chúng ta có mấy cái không nghe lời đồ đần cũng chạy đi đảo Galuna, cho nên ta cũng muốn đi nơi đó. Hắc hắc. Nói như vậy ta có thể. Hắc hắc. Phanh. Một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa đem nữ lưu manh khảm tiếng bông tàu sau đó, Sonia đại tỷ đầu hướng về phía trên bông chúng tiểu đệ quát, ngốc đâm làm gì, nhanh chóng chèo thuyền. Là. Là lộc cộc lộc cộc tại ngũ tạng miếu số quân dưới sự thúc giục hỏa long trên mũi bong bóng trong nháy mắt nổ tung theo sát lấy hắn đột nhiên bắn lên ân ta đây là ở nơi nào a à? đang lúc gia hỏa này bốn phía liếc nhìn thời điểm hậu phương truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng chúng ta bây giờ trốn ở nguyệt thần di tích phụ cận trong động quật đằng sau trên băng ghế đá có ăn đói trước hết đệm một cái a à. ân theo âm thanh đi tìm đi sau đó hỏa long đầu tiên là giật giật cái mũi tiếp đó hoảng sợ nói, Ê sơ tỷ tỷ, là ngươi A. À. Tốt, nhanh chóng nhét đầy cái bao tử A, à, chờ một lúc nhưng còn có một hồi đại chiến chờ lấy chúng ta đây. Nghe được có chiến đấu chờ đợi mình, hỏa long hướng về bỏ vào trong miệng thức ăn bàn tay đột nhiên dừng lại, theo sát lấy một hồi mơ hồ không rõ gấp rút âm thanh xông vào trong không khí. Ê sơ tỷ tỷ, ngươi hôm qua chiến bại sao? Delio ra ngược lại là bị ta làm xong, nhưng mà tiêu hao quá nhiều, kết quả bị linh đế cái kia tiểu thí hài chiếm tiện nghi, cho nên chờ một lúc chúng ta đi một chuyến nữa. AI tắt. Đáp ứng sau đó, Natsu tăng nhanh bàn tay cùng miệng tốc độ vận động, thế là trên đất đống kia đồ ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Nấc. Ăn xong. Sờ lên hướng phía trước lồi ra hơn một thước cái bụng, hỏa long hài lòng gật đầu một cái. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ai? Không cần chờ đến trời tối sao? Ha ha. Bây giờ đã là chạng vạn tối, lại không xuất phát nhưng là không còn kịp rồi. Nghe nói như thế, nát su lau đi khóe miệng mở đông mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn qua acer đại đại đi a à y tắc nguyệt thần di tích a à. ở đây như thế nào không có bất kỳ ai kinh ngạc cách lôi đúng thế linh đế tên kia không phải có rất nhiều bộ hạ sao đồng dạng khiếp sợ lucy lúc này lam mèo bên tai bốc lên một chiếc sáng tỏ bóng đèn đồng thời móng phải trảo đập vào móng trái trảo phía trên ta đã biết ân tam trọng tấu nhìn thấy tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang chính mình, Lam Mèo giải thích nói, đêm qua, cầu cầu đem ngươi cùng Nát Su gọi đi, ngươi đi ngăn cản Linh Đế, Nát Su phải cùng cầu cầu cùng một chỗ đem Linh Đế những bộ hạ kia kéo đi. Nghe xong Lam Mèo giảng giải, đám người nhao nhao tán đồng gật gật đầu. Có khả năng. Bằng không thì phấn manh manh sẽ không muộn như vậy mới mang theo cách lôi trở về, Lucy. Xem ra ly ông tên kia đưa tới o đế quốc chú ý, khuôn mặt khẩn trương cách lôi. Phối hợp lắc đầu, Elia mở miệng nói ra, Leon tên kia thực lực mặc dù lợi hại, nhưng mà còn không thể vào những tên kia mắt, chân chính bị chú ý hẳn là Deliora. Ý của ngươi là Tiểu khả ái bọn hắn chuẩn bị. Nhìn xem băng đồ lót có thể gạt ra thủy sắc mặt, màu ứng đỏ lập tức hiểu được đối phương nội tâm ý nghĩ. Mặc dù mục tiêu của bọn hắn là Deliora, nhưng mà tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Đi qua màu ứng đỏ nhắc nhở, băng quần lót trong đầu hiện ra tiểu khả ái đám người khuôn mặt. Ha ha. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, đến lúc đó nhìn thấy bọn hắn nên cái gì đều biết. Eo gia. Ân. Dứt lời, một nhóm bốn người dọc theo con đường hướng về Nguyệt Thần Di tích bước đi. Bằng hữu của chúng ta tới, ai vào chỗ nấy a? À? ông. Minh Bạch. Du Tạp. Ngao ô, Tô Bi. Linh đế đại nhân thích thực sự là quá lóng lánh. Mặt tràn đầy tiểu tâm tâm khiết lị. Cáo từ, tác ru đi. Nói xong, đám người nhao nhao rời đi đại điện, không biết đi phương nào. Ân. Nhìn qua cách đó không xa ám tử sắc trùng tia sáng, màu ửng đỏ hỏi, cách lôi, nơi đó chính là nguyệt thần di tích sao? Ân. Ân. Nguyệt chi tích. Nguy rồi, ly ông bọn hắn lại bắt đầu hòa tan vĩnh hằng băng khiết, happy. Chúng ta thật muốn đi sao? Sắc mặt trắng bệt Lucy. Đi nhanh lên đi. Eo da. Thở dài, chửi bậy nữ vương không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người sau lưng rảo bước tiến lên nguyệt thần trong di tích. ầm ầm. Ba người một mèo mới vừa tiến vào trong di tích, một tiếng nổ ầm ầm tại phía sau bọn họ vang lên, theo sát lấy vô tận hắc ám bao phủ lại toàn bộ đại điện. Ha ha. Nếu đã tới, ta liền bồi chư vị thật tốt chơi chơi a. À? ầm um ầm. Um. Thần bí tiếng nói rơi xuống sau đó đỉnh đầu của mọi người truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó một mảnh nhanh chóng mở rộng bóng đen tiến tới gần. Băng chi tạo hình sàn nhà. Mượn nhờ băng địa tấm bóng loáng, ba người một mèo hữu kinh vô hiểm tránh đi trên đỉnh đầu trần nhà. Ta đi. Đây là ma pháp gì? Như thế nào quỷ dị như vậy? Kinh ngạc chửi bậy nữ vương các ngươi nhìn kỹ, trần nhà những vị trí khác cũng không có một nát, chỉ có một khối này rơi rụng xuống, cho nên hẳn là bị thời gian ma pháp thôi hóa đưa đến, eo gia. ha ha, không hổ là yêu tinh nữ vương eo gia, thực sự là kiến thức bất phàm a. có bản lĩnh đi ra đánh một trận, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng? cách lôi, cách lôi đại nhân, ngài sai, ta không phải là anh hùng gì, chỉ là một cái ăn xin người mà thôi. giả thần giả quỷ, nổi giận gầm lên một tiếng rủ xuống mắt băng đồ lót bưng hai thanh băng kiếm phóng tới di tích một phương hướng nào đó cách lôi lucy giao cho hắn chúng ta tiếp tục đi tới nhìn qua sắc mặt kiên nghị yêu tinh nữ vương lucy cảm thấy một cổ không hiểu tín nhiệm theo sát lấy cổ này tín nhiệm chuyển hóa trở thành khát vọng lucy mau đưa chảy nước miếng lau một chút bằng không thì liền đuổi không kịp eo da che miệng cười khẽ lam mèo a liệt kinh ngạc quét một vòng bốn phía chữ bậy nữ vương đột nhiên phát hiện yêu tinh nữ vương đã chuyển qua hành lang sắp biến mất trong đại điện, thế là nàng vội vàng cất bước đuổi theo. Chương 600, đánh nát mặt trăng. Lạch cạch. Ngay tại eo gia các nàng tại trong di tích của Nguyệt Thần Quá quan trảm tướng thời điểm, hai bàn chân bước qua băng chất thiên thê rơi vào Nguyệt Thần di tích đỉnh bình đài. Ha ha. Không nghĩ tới khối băng còn có thể dùng như vậy, xem ra rủ xuống Bắc Nam tên kia khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm a. À. Nói xong, Hỏa Long giơ chân lên bước lên phía dưới băng bậc thang, mặt mũi tràn đầy cười đểu nhìn về phía trong cái đảo ương thôn. Tốt, nhanh chóng đi vào đi bằng không thì liền không có phải chơi cái quỷ gì a à? mộng bức hỏa long ha ha ngươi chẳng lẽ quên đi cách lôi bọn hắn nghe nói như thế Natsu đầu tiên là tán đồng gật gật đầu nhưng mà ba giây sau đó hắn lại đem đầu đã biến thành trống lúc lắc băng đồ lót tên kia thực lực so ta còn kém làm sao có thể nhanh như vậy liền đem việc làm xong các ngươi lâu như vậy không có trở về rốt hội trưởng cũng sẽ không phái người khác tới xem xét sao răng rắc một đạo sáng tỏ sấm sét lướt qua hỏa long não hải theo sát lấy một đạo bao bọc tại trùng thiên trong lửa giận màu ửng đỏ thân ảnh lấp đầy thần kinh của hắn nguyên ây sơ đại đại ngươi nói là ngãi eo gia eo gia tới tới ừ nhìn cao gầy ma đạo sĩ chỉ vào đầu người hỏa long trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất đừng khẩn trương như vậy không phải còn có tin bột viên thuốc sao nghe được ây sơ đại đại an ủi hỏa long ánh mắt trong nháy mắt lóe sáng đứng lên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đuổi tại gia phía trước tiến vào di tích tìm được tinh bột viên thuốc. Sư cơ hội ngay tại Acer đại đại tiếng nói rơi xuống đồng thời thông hướng trong tầng tiếp theo hành lang vung lên một làn khói trần đến đổi chế tạo chủ nhân của bọn chúng đã hoàn toàn không thấy tâm hơi thật đúng là một cái tính đôn nóng. Xạm mặt lại Acer ầm ầm ngay tại Acer hai người rời đi không bao lâu đỉnh sân thượng mặt đất đột nhiên sụp đổ theo sát lấy Toby lôi dây thường leo lên nao ô tru đi gia hỏa này thực sự là lợi hại, thậm chí ngay cả loại chiêu số này cũng nghĩ ra được. Cảm thán hoàn tất, Tobi từ trong ngực móc ra một khỏa thủy tinh cầu, đem hắn ném trên mặt đất, tiếp đó sân thượng sàn nhà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phù phù. Ma pháp trận khôi phục lại sau đó, Tobi lập tức quỳ xuống, hướng về bầu trời mặt trăng không ngừng lễ bái. A o. A o. Ông. Theo Tobi niệm tụng ra chú văn, ám tử sắc trùng tia sáng một lần nữa buông xuống đến di tích trung ương băng chi tạo hình băng thiếu suối trăng rắc trăng rắc nhìn qua lan tràn tới một lùng bụi băng thứ tác tru đi không chút hoang mang mà hướng về phía phía trước huy động mấy lần kiếm chỉ vù 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 mấy viên tản ra hiện ra lam quan choáng ván thủy tinh cầu vạch phá không gian trực tiếp nên hướng băng bụi một giây sau đang tại cùng mảnh tỉnh trưởng băng thứ bụi tiêu diệt không thấy đáng giận tức giận chữ mắng một câu băng đồ lóc sử xuất áp đáy hồng tuyệt chiêu băng tuyết pháo oanh theo một tiếng vang thật lớn, băng cột sáng màu trắng xông ra họng pháo, vọt tới không phòng bị chút nào tác tru đi. Vô dụng. Dứt lời, tác tru đi lần nữa điều động ra mấy viên thủy tinh cầu, đem băng trắng trụ năng lượng trống không tan biến mất. Băng nhận bảy liền múa. Ngay tại trụ năng lượng biến mất trong nháy mắt, vô số đạo lóe sáng đao mang xuất hiện tại mặt nạ nam quanh người. Thông minh. Khen ngợi một tiếng, tác tru đi sàn nhà dưới chân đột nhiên tiêu thất, bản thân hắn cũng biến mất ở trong vật rơi tự do. Cùng lúc đó, chung quanh vài gốc nham trụ sụp đổ, chiếu vào cách lôi đầu đập xuống. Ầm ầm. Vô số bụi mù kích tán dựng lên, đem trọn ngôi đại điện bao phủ đi vào. Nhìn qua xuất hiện lần nữa ám tử sắc trùng tia sáng, yêu tinh nữ vương đỉnh lông mày nhẹ trao lại đứng lên. Bá. Một kiếm bước lôi lông mày rậm, eo da hướng về phía một bên đứng đờ người ra tổ hai người hô, Lucy, gia hỏa này giao cho ngươi, ta đi giải quyết phía trên tên kia. Ai? Sưu. Không cần chửi bậy nữ vương phản ứng lại, bên người cảnh sát đã cao tốc vận động các ngươi cũng quá xem thường ta đi. nhìn thấy đối phương lâm trận đổi tướng, du tạp trong nháy mắt không thể nhịn. ba động. năng lượng màu xanh lam trụ phá không mà ra, chiếu vào phi hành bên trong Lucy đụng tới. a à được được. đối mặt nguy cơ sinh tử, chữ bậy nữ vương lún cuốn tay chân tại bên hông lục lọi. mở ra a. À. ông. ánh sáng màu bạc theo Lucy bàn tay huy động xuất hiện trên không trung, một giây sau một cái hai chân rung động rung động mà màu trắng sinh vật thoáng hiện trên chiến trường. ta đi. Lucy. Ngươi điên rồi. Cái cầm rơi xuống đất Happy. Ô ô. Ta cũng không muốn a. À. Lệ rơi đầy mặt Lucy. A ô, nơm nớp lo sợ phổ lỗ. Bọn hắn tại chỗ mộng bức, thế nhưng là màu lam cột sáng nhưng không có dừng lại, thế là không cần Lucy triệu hoán mới tinh linh, cột sáng đã đi tới trước mặt của nàng. Lucy. Happy. A ô. Ngay tại Lucy bản thân đều tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết thời điểm, trước người nàng mặt đất đột nhiên nhô lên, tạo thành một đạo thật dày nham tường thật là một cái đồ đần. Theo nhẹ nhàng quát âm thanh rơi xuống, kim mềm mềm cảnh sát chung quanh lại nhanh chóng vận động. Đông. Cái mông cùng mặt đất tiếp xúc thân mật kích động đuổi chân để cho kim mềm mềm ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Ai u. Nghe được kim mềm mềm tiêu hồn tiếng nói, happy, phổ lỗ cũng nhao nhao mở to mắt. Cầu cầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đêm qua cùng các ngươi phân biệt sau đó, ta liền trở lại ở đây tìm hỏa hỏa, kết quả người không tìm được lại dựa vào góc tường ngủ thiếp đi, vừa mới các ngươi động thủ ta mới bị giật mình tỉnh giấc. Ha ha! May mắn cầu cầu ngươi tại phụ cận ngủ, bằng không thì Lucy nhưng là thảm rồi. Quét mắt một mắt bốn phía, ngắt một cái tinh bột viên thuốc chữa bậy, nát su cùng cách lôi đâu, như thế nào đem các ngươi hai cái nhược ra ném ở nơi này. răng rắc! Hai ti chớp vô căn cứ rơi xuống, đem Happy cùng Lucy đánh cho bên ngoài đen trong mềm. Ba! Một trảo trảo nhấn tại tinh bột viên bả vai, Happy mặt đen lên trầm giọng nói, cầu cầu, ngươi tốt nhất đánh bại đối diện tên kia bằng không. Hừ. Lúng túng thêm mộng bước gãi gãi đầu, tinh bột viên thuốc vô ý thức hướng về phía trước đi đến. Ân. Ừ. Nhìn qua mới đi lên đối thủ, du tạp đầu tiên là sửng sốt mấy giây, theo sát lấy một cổ không lời sợ hãi tuôn ra đầy toàn thân. A. À. Là ngươi nha. Hừ. Nơi này cũng không phải là thông bên ngoài. Dứt lời, du ca thô lấy hai đoàn năng lượng màu xanh lam quan cầu lao đến. Hừ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tinh bột viên thuốc trực tiếp điều động thể nội màu hồng ma lực, nên đón tiếp lấy. Ký ức tạo hình Enatsu. Fire Dragon Ra. Ta đi. Vì tình huống. Hơi kém hồn bay lên trời chửi bậy nữ vương. Sửa sang lại trên người bao khỏa, Lam Mèo nhàn nhạt giải thích nói, cầu cầu ma pháp rất đặc biệt, có thể đem nàng thấy qua ma pháp lại hiện ra. Nhân vật cũng không ngoại lệ. Vậy không phải nói. Yên nào. Nàng thì sẽ không đem ngươi đắp nặng đi ra, bởi vì lúc đó kéo thấp nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ, còn có năng lực chiến đấu. Lam mèo không giải thích còn tốt, hắn kiểu nói này, Lucy sắc mặt càng đen hơn. Nhìn qua cách đó không xa chiến đấu hai người, Happy nói, tốt, ở đây giao cho cầu cầu, chúng ta đuổi theo eo gia. Ai? Như vậy được không? Yên tâm đi, cầu cầu so thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều, sẽ không xảy ra chuyện. Đem ngọc trưởng đặt ở Happy lông xù trên mặt, tiếp đó Lucy dùng sức xoa nắng. Mèo mèo tương, ngươi cái ý gì a? À? Lucy, mau thả sưu. Mau thả sưu tại trong lam mèo tiếng kháng nghị lucy xoa nắng một khắc đồng hồ sau đó để bàn tay xuống kéo lấy đối phương hướng về eo da biến mất phương hướng đi đến nguyệt thần di tích dưới mặt đất a sơ đại đại chúng ta không đi tìm mặt nạ nam tới đây làm gì nghe được sau lưng tra hỏi a sơ dừng bước lại nhẹ giọng hỏi nát ngươi người biết ông mục đích là cái gì không nát không chần chờ chút nào lập tức lay động trên cổ trống lúc lắc đây chính là hắn mục đích theo a sơ ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn lại một lớn đống khối băng rơi vào nát trong mắt lớn gạch băng aser đại đại ý của ngài là mặt nạ nam tên kia là vì hạ nhiệt cho nên phái người cử hành nguyệt chi tích Nở ra khối này lớn tảng băng vì người nào đó thần kinh thô nhấn cái lai like, aser giải thích nói lyon cũng không phải là vì ăn băng hắn là muốn đem băng hòa tan thả ra bên trong Deliora ra tiếp đó tự tay đánh bại hắn gia hỏa này thật đúng là không chê phiền phức đó là bởi vì các ngươi căn bản vốn không biết người siêu việt sinh mục tiêu tầm quan trọng cộc 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 cộc. Dứt lời, lớn tảng băng sau lưng đi ra một đạo áo lam cao gầy thân ảnh. Nhìn qua thân ảnh đối diện, A sơ giấu ở dưới mặt nạ khóe môi hơi hơi nhuyễn động mấy cái, mấy giây sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Mặt nạ nam. Bản đế gọi là Ly ông. Ta biết mặt nạ nam. Biết mình không thoát khỏi được mặt nạ nam xưng hào, linh đế cũng chỉ đành mặt đen lên tiếp nhận xuống. Đã các ngươi đều tới, vậy thì phân cái cao thấp A. Tiếp thu xong linh đế đại nhân khiêu kích ánh mắt, A sơ đại nhân hừ lạnh nói, tiểu thí hài, hôm qua nếu không phải là ta tiêu hao quá nhiều, coi như các ngươi liên thủ cũng không khả năng đánh lui ta. Các hạ, hôm qua đánh bại Delio ra. Ngang ngang đầu của mình, sơ đại nhân cao ngạo nói, đương nhiên. Xem ra mục tiêu của ta lại thêm một cái. Xem như phần tử hiếu chiến hỏa long cũng không chịu được nữa hai người chậm tiết tấu, gào hét to sau đó, gia hỏa này liền vung lấy hỏa diễm thiết quyền xông tới. Mặt nạ nam, coi quyền. Hô. Nhìn qua gào thét mà đến trọng trọng quyền ảnh, linh đế không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút cánh tay phải của mình. Hô hô. Nhỏ nhẹ hàng phong âm thanh không để lại dấu vết hướng lấy phía trước tiến lên, đang lúc Acer chuẩn bị mở miệng nhắc nhở thời điểm, chỉ thấy Natsu một cái bật lên nhẹ nhõm né tránh đến khu vực an toàn. Hừ. Cùng một chiêu nhưng đối với ta vô hiệu. Fire Dragon Ra. Hô. Cường tráng hỏa trụ thoát ly Natsu miệng sau đó, mạnh mẽ đâm tới mà phóng tới ly ông. Bạch Long. Trống. Phóng thích băng trắng tự long đón lấy Natsu ngọn lửa đồng thời, Ly ông ánh mắt nhìn chầm chập trên bậc thang Acer đại đại, dù sao không có người có thể coi nhẹ một đầu chờ thời nhi động mảnh hổ. Yên tâm đi, ta còn khinh thường đánh lén người khác. Đồng vị cao thủ, Ly ông dựa vào vẻ mặt của đối phương đánh giá ra đây là lời thật, nhưng mà hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác.